Vâng, xin kính chào các anh chị em. Đừng lặng im.
Vâng, thưa xin lại kính chào các anh chị em. Chúng ta vừa nghe một tác phẩm tên là Đừng Lặng Im của anh chị Cao Thình, một tay guitar tại Paris, cùng với thể hiện cùng với chị Thụy Uyển. Xin được giới thiệu cùng với các anh chị em kênh Tâm Tình, Nhạc Tâm Tình của chị Thụy Uyển và anh Cao Thịnh. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay như hôm qua tôi đã gửi lên một sự thông báo với nhau là ngày hôm nay chúng ta có buổi trao đổi với anh Huỳnh Công Phải. Đề tài của ngày hôm nay nó là một sự khá là mông lung, bởi vì anh Huỳnh Công Phải là đi làm học tốc chạy ra, và thay vì là đến đây nó sẽ là khoảng là 1 giờ rồi, nhưng mà tại vì là mưa quá, anh hình như là anh có một cái người hành khách hành khách bất ngờ cho nên là anh đi đến trễ. Và thưa các anh chị em, ngày hôm nay vì thế cái câu chuyện nội dung trao đổi nó là những điều phát ra từ những câu hỏi được phát ra và những tâm tình được trao đổi của hai người có những điều hết sức khác nhau, đặc biệt khác nhau về tôn giáo. Cái thứ hai nữa khác nhau về vùng miền. Hai người rất là kỳ thị, một ông thì là kỳ thị người miền Nam, một ông thì kỳ thị là người miền Bắc, phải không anh? Đó là nói nha. Vâng, thưa các anh chị em, hy vọng rằng buổi trao đổi ngày hôm nay, dù rằng không có được chuẩn bị kỹ lưỡng, gọi là về các cái tiêu đề, về các mục tiêu, nhưng hy vọng là sẽ trao đổi được với nhau những điều hữu ích. Và trước khi đi vào trong cuộc trao đổi, chúng tôi xin rất cảm ơn. Tôi sẽ gọi là đưa màn hình về bên phía anh Huỳnh Công Phải. Đó là chúng tôi được sự yêu mến của các một số anh chị em gửi tặng cho chúng tôi cái hình tượng của hai con vạc. Và hai con vạc là đội trên vai, đeo trên vai của mình, đeo trên lưng của mình là con rùa. Và một cái hình tượng là con ngựa. Đây là tôi nhận để khi có dịp sẽ trao lại cho chị, một người tù rất là thân yêu của chúng ta, đó là chị Ren Selena Diệu Hằng. Đây là cái con ngựa, và đây là những sự, tức là hình tượng này là được đặt. Xin rất cảm ơn các anh chị em tại Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cuộc trao đổi với nhau. Tuy nhiên cũng rất muốn là trong những cái phút đầu này thì chúng ta có một sự kiện rằng phiên tòa vừa mới xảy ra tại Hà Nội ngày hôm qua đã có một vị phụ nữ, một người phụ nữ đặc biệt đối với tôi là một người phụ nữ tuyệt vời của lịch sử cận đại, đó là chị Cấn Thị Thêu. Chị Cấn Thị Thêu là lần này, nếu tôi nhớ không lầm, là lần tù thứ 3 của chị Cấn Thị Thêu. Và chị Cấn Thị Thêu là một người đã từng bị giam giữ ở một cái trại khét lẹt lẹt của phía Bắc, tức là trại 5 của Thanh Hóa. Trại 5 Thanh Hóa nghĩa là trại mà chúng tôi đã từng ở. Tôi đã từng ở khoảng 4 năm ở trại Thanh Hóa đó. Tức là trại Lý Bá Sư ngày xưa đó, trại mà miền Nam Việt Nam gọi là trại Đầm Đùn. Có một tác phẩm gọi là trại Đầm Đùn. Thì chị Cấn Thị Thêu đã từng ở đó, đồng thời kể cả là nơi đó cũng đã từng giam giữ ông Trịnh Bá Khiêm. Ông Trịnh Bá Khiêm là bố của người tù mới ra tòa ngày hôm qua là Trịnh Bá Phượng. Chúng ta có một gia đình, gần như là gia đình bị tù gần hết, vì nói lên tiếng nói của lương tâm, vì nói lên tiếng nói của sự thật, vì bảo vệ tinh thần của đồng tâm và tinh thần của dương nội.
Và phiên tòa ngày hôm qua đã hết sức rõ ràng. Tôi nghĩ người này mang một cái quả tim hết sức là lớn và một cái lá gan, tôi nghĩ là lá gan nó không có bình thường, lá gan của tôi. Nhiều người nói rằng ông Thành ông ở trước tòa mà mặt ông lì lợm như vậy, tôi nghĩ là lá gan của tôi cũng cùng lắm bằng nửa cái lá gan của bà Cấn Thị Thêu thôi. Khi bà Cấn Thị Thêu đã gọi là cái thủ tục trước tòa đó, là những người tòa chánh án sẽ phải hỏi điều tra, tức là hỏi lý lịch và bắt mỗi một người gọi là bị cáo đó sẽ phải trả lời cái câu hỏi của mình. Câu hỏi đầu tiên đó là bị cáo tên là gì, thì chúng ta đối với tôi hết sức là ngạc nhiên khi chúng tôi được nghe lại và những nhân chứng đã kể lại cho chúng tôi đó, kể cả những vị luật sư, là bà Cấn Thị Thêu đã hết sức rõ ràng, hết sức thản nhiên, hết sức bình thản để nói rằng tên tôi là gì, thưa các anh chị em? Tên tôi là nạn nhân cộng sản. Tức là tôi là nạn nhân của chế độ cộng sản. Ngay tại Hà Nội, phiên tòa tại Hà Nội. Cho nên đây nó là một thông điệp đối với chúng ta, tất cả những người Việt Nam. Và một số người cũng có trao đổi với chúng tôi là tại sao cái câu chuyện của bà Cấn Thị Thêu, gia đình của bà Cấn Thị Thêu bị hành hạ, bị bao vây chặt đến như vậy. Thì chúng ta cần phải nhìn rằng những người này, những người như gia đình của ông Trịnh Bá Khiêm, của bà Cấn Thị Thêu đó, là một mũi tên, tức là đầu của một mũi tên. Và kẻ thù, tức là những người cộng sản sẽ phải bẻ cái mũi tên nữa, tại vì sợ lan tỏa cái thái độ mà người ta không còn sợ nữa, tức là người ta nhận diện ra được là quỷ rồi, người ta nhận diện ra được cộng sản là quỷ rồi, nhưng mà người ta còn sợ, cho nên là người ta còn thu mình lại. Vì thế những cái thái độ của bà Cấn Thị Thêu mà trước đây 4 năm 5 năm là anh em chúng tôi tại Paris đã có làm một cái lễ để chúng tôi xin phép được xiển dương, được vinh danh tinh thần của gia đình bà Cấn Thị Thêu. Và những việc làm của chúng tôi không liên hệ đến bất kỳ một tổ chức đảng phái nào hết. Chúng tôi là những người cá nhân Việt Nam lưu vong và trân trọng thái độ của một người trưởng thành, sinh ra và trưởng thành nơi phương Bắc, trưởng thành trong chế độ đó, nhưng thái độ đã làm cho chúng tôi phải vô cùng xúc động và kính trọng. Vâng, trước buổi live stream là chúng tôi xin được dành những phút đầu tiên như vậy để gọi, xin được coi như là một sự vinh danh, để kính phục một vị nữ lưu anh hùng. Xin kính chào tất cả các anh chị em. Thì cũng theo lời của anh Thành đó, thì cái hành động của bà Cấn Thị Thêu là một cái hành động rất là anh hùng, và là rất là mạnh dạn và can đảm để đứng trước ban tòa mà dám nói là tôi là người nạn nhân của cộng sản đó. Thì nói là các lẽ đây là lần đầu tiên mình có một người dám nói như vậy. Thì cái đó đây cũng là một cái ví dụ, là một cái bài học rất rất lớn và rất giá trị cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nó là đã qua 46 năm rồi. Thì chắc có lẽ đến là đến một thời gian mà tất cả những người dân tại Việt Nam của chúng ta phải nhìn thấy rõ cái sự gian manh khốn nạn của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà nhìn vào cái sự thật về những cái gì đang xảy ra tại Việt Nam của chúng ta, để mà chúng ta có một định hướng, một cái đường lối đấu tranh cho cái tương lai. Dạ, xin cảm ơn anh Thành. Thì lâu rồi cũng không có làm livestream, nghĩa là từ khoảng từ 17 tháng 3 cho tới bây giờ. Thì thật ra thì chúng tôi mới được thả lỏng là bắt đầu từ hồi thứ hai. Nghĩa là tôi có thể đi tới anh Thành làm livestream mà không sợ bị phạt. Chứ mấy lần trước cũng có mạo muội đến ông thăm ổng, nhưng mà cũng sợ lắm nha. Thì cái đó là mình đi trái phép. Thì ngày hôm nay anh Thành nói thì nay làm livestream. Thì thật ra cũng như mọi lần thì cũng chưa hẳn là biết những cái đề tài nào để mà nói, nhưng mà thật ra thì anh em chúng tôi thì cũng quay quần trong những cái đề tài về đấu tranh cho cái sự, cho vấn đề mà tự do cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, và cố gắng đem lại những cái gì mình suy nghĩ và chia sẻ lên với tất cả các anh chị em trẻ tại Việt Nam. Chứ thật ra là mình không phải là ra đây để mà dạy dỗ ai, hay là khai dân trí, hay là của một người mà gần như hai ngày hôm nay đã nói tới là ông Quỳnh Ngọc Tuấn đó hả?
Dạ vâng, người bạn tù. Người bạn tù của anh đó. Thì chúng tôi đến đây là chỉ chia sẻ những tư tưởng của chúng tôi, những điều suy nghĩ chúng tôi về đất nước của Việt Nam. Và khi đó là có thể là chúng ta sẽ đi tới một cái con đường nào đó, chúng ta sẽ đứng mạnh dạn đứng lên và thấy được sự thật. Tại sao đất nước chúng ta lại lâm vào cái tình trạng như ngày hôm nay, nghĩa là đất nước mình gần như là nó bị mất hết tất cả những cái giá trị thật của con người, nghĩa là không hẳn là về tôn giáo mà vấn đề đạo lý của con người của chúng ta. Dạ, xin mời anh Thành và xin kính mời lại cho Vâng, thưa anh, ban nãy anh có đề cập đến ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Thực ra đó là rất muốn chia sẻ cùng với nhau là tôi không có hận thù gì đối với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, cả dẫu rằng là ông Huỳnh Ngọc Tuấn có dành cho tôi nhiều vấn đề, nhiều tức là tôi gọi là những cái nợ nần về danh dự. Nó rất là đau. Khi mà anh Tuấn mới rời khỏi nhà tù thì anh Tuấn đã không hiểu vì lý do gì là đi rất là nhiều nơi để nói một cái nội dung nó rất là nặng nề đối với tôi, đó là nói rằng tôi lợi dụng câu chuyện chung, lợi dụng anh chị em tù để bỏ túi 100.000 đô la. Tại vì nói câu đó cũng dịp thôi, mình cũng chia sẻ anh em là trong cái chỗ mình làm việc đó thì tình cờ có gặp một người Việt Nam. Thì gần đây là cô ta đi tới đi lui thì mới hỏi tôi là tôi có phải là người Việt Nam hay không. Cách đây vài tháng rồi, gần đây một tháng thì cô ta mới hỏi tôi là anh có phải là anh phải làm sinh hoạt trên chùa Khánh Anh hay không. Thì tôi nói đúng vậy. Nó tại sao chị biết, thì nó là tôi là cái người cũng đi biểu tình. Mà cô ta ở cách Paris là cũng gần 400 cây số. Thì hai vợ chồng cũng rất là xuyên, gọi là có những cuộc biểu tình lớn là hai vợ chồng đi lên cùng biểu tình, nên tình cờ chúng tôi lại gặp được nha. Gặp mặt với nhau. Thì ngày hôm qua đó là cô ta có mời tôi tới nhà dùng cơm trưa với vợ chồng của cô ta. Thì trong những lúc mình trao đổi với nhau như vậy đó, thì cô ta có đặt ra những câu hỏi, đó là anh sinh hoạt với anh Thành, là tôi sinh hoạt với anh Thành, đó là người ta nói xấu về anh Thành rất nhiều. Người ta nói xấu về anh rất nhiều. Nghĩa là người ta nói là anh lấy số tiền 100.000 đồng này kia đó. Rồi thì mình thật ra là mình cũng có đính chính, thấy rõ là mình đúng, tại vì mình những cái đó là mình đã hiểu với nhau, nên mình cũng không có ngạc nhiên lắm khi người ta còn đặt những câu hỏi như vậy. Nhưng mà cũng tốt là người ta đặt câu hỏi đi. Còn hơn là đặt câu hỏi với người công trúc. Thì anh Thành nghĩ sao khi người ta có những cái người mà còn cũng đi đấu tranh, mà khi gặp anh ra đấu tranh chống cộng như vậy mà họ vẫn còn trong đầu họ còn những cái câu hỏi, cũng như là anh Thành lấy tiền, tại sao anh Thành có tiền mua nhà này kia. Nó thì rồi thì mình cũng có nói một câu, nếu anh dòm lại cái nhà của anh Thành, nó thật ra anh bán thật rẻ cũng không ai dám mua. Nhìn lại là họ cái mùa đông vừa nãy đó là trời thật là lạnh, là dưới 0 độ mà nhà anh là đầy nước hết trơn. Thì anh nghĩ sao mà khi có những cái người mà họ đi đấu tranh với mình chống cộng đó mà lại có những cái còn những cái suy nghĩ đó. Vâng, thưa rất cảm ơn anh. Thưa các anh chị em, câu chuyện nó đang đi vào một cái khúc cua. Đi vào cái khúc cua mà hình như là cái xe vận tải đang đâm thẳng ngay vào nhà tôi. Vâng, thực ra là những cái câu chuyện này nó là lâu lắm rồi. Bây giờ nó còn tồn tại. Tôi có xúc động lúc đầu, tức là khi mà tôi mới ra tù, tại lúc đó mình nhột quá. Mình thấy đâu đó nó là một sự phẫn chí. Mình kêu là dẫu gì là mình cũng là một người tù, và mình đã bỏ cái xứ sở này. Sau khi 10 năm mình ở trên xứ sở này, mình đi về. Rồi mình bị tù thê thảm, không ai tìm ra được, kẻ thù cũng không đưa ra được những cái xấu xa của mình, gọi là xấu xa ở trong tù, nếu có. Nhưng tại sao lại một cái chuyện nó không có mà người ta thổi ra được để cho rất nhiều người nghĩ rằng mình là kẻ ăn cắp cả 100.000 đô la. Thì nó đau lắm. Lúc đầu tức là khoảng tôi đã khoảng 4 năm là tôi phải lui vào trong bóng tối, tại mình chịu đựng không nổi. Đi đến đâu cũng bị hỏi như vậy, và nhiều khi nó hỏi công khai luôn, hỏi khiêu khích công khai luôn, không lẽ mình đánh nhau. Thậm chí là tôi có một cái đám cưới, người ta nói về tôi mà người ta không biết là tôi ngồi trong cái bàn đó. Đám cưới của một đứa đàn em của tôi, con gái của nó, ngồi chung một bàn một bàn ăn ở một cái quán ăn rộng ở Paris 13. Thì vô tình trong cái mạch câu chuyện của họ đề cập đến
cái thằng Phạm Văn Thành là cái thằng mà từng sống ở nhà tôi. Tôi biết nó gian thế này, nó gian thế kia, là nó ăn cắp cả 100.000 đô la của người ta. Tôi ngồi đó, ngồi bên cạnh họ. Họ không biết tôi là ai cả. Và họ nói chuyện đó. Anh cảm giác của anh là nếu đặt trường hợp anh như vậy, anh có thấy bẽ bàng. Đau lắm chứ? Rất, rất là đau. Mà trong khi tôi không phải là người, tôi không phải là người làm chính trị. Tôi là người gọi là đâu đó làm cách mạng. Ok, nó đúng. Tại vì cái khao khát của mình về một cái sự đẹp nào đó, và mình trôi nổi theo cái sự đẹp cho đất nước của mình. Và vì không là chính trị cho nên nó rất dễ đưa đến cái gọi là những sự phản ứng của mình. Mà tôi là người giang hồ bình thường đó, nếu không nghĩ đến cái chuyện chung đó, là cái người bên cạnh tôi là với sức của tôi bây giờ còn móc được răng ra thì nói gì là khi tôi 42, 43 tuổi là rơi cả hai hàm răng ra trong vòng 1-2 phút. Nhưng tôi đã nín nhịn được, và sau khi họ cười hả hê đó, thì tôi có xác nhận tôi là Phạm Văn Thành. Và cái bàn ăn này, cái bàn tiệc này thì tôi xin phép, mà tại vì tôi không có hợp với các ông các bà, cho nên tôi xin phép rút lui. Và tôi đi về, mà tôi đi về, từ đó về đến nhà của tôi trên xe là tôi khóc từ đó về tới nhà. Nói đến cái chuyện đó, cũng từ cái chuyện anh nhắc lại thì bây giờ tôi có còn xúc động hay không đó, thì thực ra là có những xúc động nhưng mà nó còn rất là nhỏ. Bởi vì ít hay nhiều tôi coi như là nó là tôi luyện. Khi tôi mới ra tù, tôi là trong vòng 4-5 năm như vậy là tôi bị tôi luyện. Mà tác giả của những cái câu chuyện đó là do cái tổ chức Việt Tân dựng ra. Và tôi nghĩ là cho tới bây giờ thì ít hay nhiều mọi người cũng đã nhìn ra vấn đề. Kể cả chuyện là sang tận bên Mỹ kêu nhà tôi to lắm, nhà tôi đẹp lắm. Mà anh có thấy nhà tôi đẹp không? Đẹp lắm. Cảnh đẹp lắm. Chính xác. Cảnh rất thơ mộng. Dạ vâng. Nhưng mà cái đó là cái góc nhìn của mọi người. Dạ vâng. Mà nếu mà một người mà họ nhìn về cái vấn đề vật chất đó thì chắc họ không thích nhà anh. Nhưng mà nếu mà họ có một cái góc nhìn về vấn đề thiên nhiên và vấn đề tâm linh chút xíu đó, thì dạ, cái cảnh chung nhà, xung quanh nhà anh nó rất là thơ mộng. Dạ vâng. Một cái nơi mình để thiền đó, dạ vâng, để nhẫn. Nhà tôi là vùng anh kể anh nhà mấy năm nay anh tới đây anh biết tôi là nhà tôi là vùng lùng. Dạ. Nó chỉ giá tiền cùng lắm là khoảng 1/3 cái giá tiền mua ở dạ bên ngoài, mà chúng tôi trả nợ 20 năm dạ để có được căn nhà này. Cho tới giờ này còn 2 năm nữa thì mới hết. Thì tôi muốn chia sẻ, nhân đây chia sẻ với các anh chị em đó là cái cuộc tranh đấu của chúng ta có rất nhiều chuyện là chúng ta phải chấp nhận. Kể cả cái chuyện ngay như hồi tôi đề cập với những người như anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Anh Huỳnh Ngọc Tuấn không phải để đi nói với những người bình thường không, mà đi nói với nhiều những người đã từng là cựu tù đối với tôi. Thì nó đau lắm, nó đau vô cùng. Và tôi không biết là cho tới giờ này anh Huỳnh Ngọc Tuấn có một cái cảm giác là nó có một cảm xúc nào đó hay không. Khi nghĩ lại lúc cái giai đoạn anh Huỳnh Ngọc Tuấn mới ra tù và anh Huỳnh Ngọc Tuấn đi nói những cái câu chuyện như vậy. Thực ra lúc đó, ngay lúc đó đó, là tôi đặt vấn đề ngay về cái tấm hình của anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Tấm hình mà bây giờ trên trang của anh Huỳnh Ngọc Tuấn anh để như là một cái tấm hình chính. Cái tấm hình đó là tấm hình chụp từ trong nhà tù, chụp ở trong nhà tù với ông Trương Văn Sương và 3-4 người án chung thân của tổ chức Việt Tân, đều mặc đồ tù. Những người đã từng ở tù nhìn tấm hình đó là đặt vấn đề này. Thứ nhất, ai chụp? Không chụp lúc đó, tức là giai đoạn 2004-2005 cỡ đó, vì không thể có cái chuyện là chụp giống như máy chụp telephone của mình bây giờ để chuyển đi không. Lúc đó là chụp máy chụp negative. Ai chụp? Ông tù nào chụp? Ông tù nào lấy máy chụp? Máy hình đâu để chụp? Và ông tù đó đi rửa cái tấm hình đó nó ra làm sao? Nói đến hình từ trong nhà tù đi ra đó là tụi tôi có tổ chức ở lúc ở A20 một cái cuốn phim 24 pro, chụp được 24 pro đó. Bây giờ nói ra thì nhiều người nói là tôi kể thế này, tôi kể thế kia. Gia đình một người bạn thân của tôi, họ lúc đó họ phải bán cả một cái miếng đất của họ
trong đó có cái nhà nhỏ, cái nhà đó thì không tính, tại vì nó là như nói tròi ở Long Khánh, bán miếng đất đó để ném tiền vào cho tôi ở trong tù, ném vàng vào cho tôi ở trong tù để tôi thực hiện được những điều tôi muốn làm. Và cái câu chuyện được 24 tấm hình đó để đi ra Liên Hợp Quốc, để buộc cái cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc phải đưa một cái phái đoàn điều tra vào Việt Nam. Thì không phải là chỉ có những tấm hình đó mà phái đoàn điều tra họ đi vào nó rất nhiều, kể cả là cái tập thơ, gọi là nguyên một cái cuốn sách thơ anh em tôi làm, tôi chuyển ra ngoài, gọi là tập thơ Trầm Ca, là nó rất nhiều là công trình trong đó, kể cả những bài bút ký của thầy Tuệ Sĩ, những bài bút ký của ông Đoàn Viết Hoạt, kể cả là của Lý Tống, kể cả là của Trần Mạnh Quỳnh. Tại vì tôi cần phải xác nhận là đây chúng tôi là thật, chúng tôi là người thật chứ không phải là xạ. Tù chính trị Việt Nam là có thật chứ không phải là như quốc tế đã bị dẫn dắt từ năm 1976 đến giai đoạn đó là năm 1994 bị dẫn dắt rằng Việt Nam không có tù chính trị. Việt Nam hoàn toàn không có tù chính trị. Con mẹ Hồ Thể Lan nó đi nó đâu nó cũng nói như vậy. Và bọn Tây Phương thì anh thấy bây giờ chúng ta đã nhìn ra rất rõ là các cái hệ thống chi phối vào Liên Hợp Quốc là những cái hệ thống gọi là bên phía dân chủ. Nó có rất nhiều cái vấn đề. Cho nên ngay khi mà tổ chức ra để có được những tấm hình như vậy, và cái giá của nó là gì? Cái giá của nó là tụi tôi buộc lòng phải, tức là đoàn điều tra vào thì họ không cho đoàn điều tra gặp anh em chúng tôi, đem nhốt ông thầy Tuệ Sĩ là phải đi xuống ruộng muống, ngồi bệt ở dưới ruộng muống, ngồi cả ngày rồi đêm mới lén đem vào trong trại. Tôi là họ nhốt vào trong cái khu trại lợn của họ, cái trại heo của họ, tức là cả 70-80 con heo chung quanh thôi, ở bên ngoài trại, nhốt vào trong trại heo như vậy. Và khi mà cái đoàn điều tra đó, họ không gặp được chúng tôi, họ dẫn vào ban đêm trong trại và nó tạo ra những cuộc gặp gỡ toàn là những cái tù trá hình, tức là tù hình sự trá hình hoặc là tù chính trị đã phản lại rồi, là nói chuyện với cơ quan của nhân quyền. Thì khi chúng tôi biết ra chuyện đó, đêm khuya đưa chúng tôi về thì ngay sáng hôm sau là chúng tôi làm cuộc biểu tình ngay. Thì ông Tuấn có mặt trong những cái cuộc biểu tình đó, và sau đó là cả 200-300 người tù của khoảng 200 người tù của 20 bị đầy ra ngoài Bắc. Rồi đến khi mà họ tống xuất tôi, đó là tôi có trực tiếp để gặp họ để hỏi rằng các ông các bà đã nhận được những cái tư liệu như vậy và các ông các bà đã làm gì sau cái cuộc điều tra này, thì các ông các bà đã làm gì. Thì mình thất vọng, mình té ngửa, là bảo rằng cái sự can thiệp, nếu gọi là trông mong để họ can thiệp là zero, không có gì cả. Và anh em tù là gần như là phải tự nuôi nhau, thậm chí là cái hồ sơ để làm về các người tù đó, tôi làm từng người một, từng người ngày tháng năm sinh, nội dung vụ án và các trại tù đã đi qua, tôi làm từng người 288 người, tức là cái hồ sơ là 288 hồ sơ. Và lúc đó là tôi nhờ thúc đẩy, hai chiều thúc đẩy. Thứ nhất là của bên chị Ý Lan. Bên chị Ý Lan thúc đẩy khoảng một nửa cái hồ sơ đó. Bên còn lại là một cái tổ chức công giáo, tổ chức tôn giáo của Linh Mục Ngô Thành Mai, tức là Linh Mục Mai East. Tại sao gọi là Ngô Thành Mai? Ngô tức là Bắc, yeah. Mai East tức là Ngô Thành Mai, tức là Linh Mục Mai East. Yeah. Linh Mục Mai East là người ở Việt Nam thời gian 1970-1975 để làm giúp cho các cái trại cùi ở Di Linh. Thì năm 1975 thì ông không đi, tức là ông không rời khỏi Việt Nam, ông cố gắng ở lại để ông bám trụ, ông giúp đỡ những người cùi. Thì tụi Việt Cộng nó đâu có tin, họ bắt ông nhốt, nhốt với ai ông nhốt lại nhốt ngay với ông. Trên Facebook của chúng ta là có ông Nam Phương, ông Nam Phương là tù tử hình. Tức là thời gian đó là chưa có bị kết án tù tử hình, tức là thời gian năm 75-76 đó là nhốt chung với ông Nam Phương. Lúc đó ông Nam Phương là cư sĩ của Phật giáo, cư sĩ khất thực đấy, là cư sĩ mà tham gia vào, tức là lúc đó chưa là cư sĩ, lúc đó là tu sĩ mà bên phái khất thực đấy. Thì là
là nhốt chung với, tức là hai ông, một ông sư và một ông một ông linh mục nhốt nhốt chung với nhau, đó là ông Ngô Thành Mai. Thì khi mà tôi là cái người là đi đến đâu là quan sát đến đó, cho nên tất cả những cái tâm tư, tất cả những cái câu chuyện của anh em tù của mình ấy, là tôi ghi nhớ rất kỹ. Thì cái câu chuyện của linh mục Ngô Thành Mai đó là tôi ấn tượng, tại vì tôi như là có một cái, tôi có một cái ước mơ là cuộc đời của tôi đó có một lúc tôi sẽ ngồi xuống tôi viết lại hết những gì tôi đã đi qua. Giống như là chụp hình ấy, nhiều người đó, tức là tôi mê chụp hình từ năm 74 nữa. Thì tức là từ khi tôi 14-15 tuổi, tôi mê chụp hình không phải là mê chụp hình đẹp, hoặc giống như có khiếu, tôi khác anh là người không có được đào tạo, anh không có thầy đào tạo, nhưng cái con mắt của anh về hình ảnh nó tức là anh cắt góc hình nó rất là nghệ thuật. Nhờ cái iPhone thôi. Thì đối với tôi đó, từ những năm 74 là anh không thể là hình dung được Trần Cao Lĩnh và Nguyễn Cao Đàm là tôi học thuộc lòng. Tức là những sách viết của ông, các ông là tôi học thuộc lòng. Rồi sau đó là tôi có cái năm 75, năm 76 là tôi có một ông thầy cũng họ Phạm là Phạm Hùng. Ở Biên Hòa có một số các cái photo Phạm Hùng, photo Phạm Lung thế này thế kia đấy. Tức là những photo nổi tiếng. Thì tôi là người theo ông thầy của tôi là ông thầy Phạm Hùng. Cho nên trở lại cái chuyện mà chụp hình đó, là tôi nhìn cái chuyện chụp hình đó, nó là một sự ghi lại những hình ảnh để phục vụ cho cái ý đồ của tôi là tôi sẽ làm một cuốn sách. Đi đến đâu thì tôi có kỷ niệm, tôi có ghi nhớ, thì tôi quên đi đấy thì những cái hình ảnh đó nó sẽ làm cho tôi nhớ lại. Thì cái câu chuyện ở liên quan đến anh Trần Nam Phương là tôi vào đầu ngay. Cho nên khi mà đi ra ngoài này này, bị trục xuất đó, là tôi tìm linh mục Ngô Thành Mai ngay. Tôi là linh mục Mai East ở Ridley Park. Thì đó là một cái nhánh thúc đẩy cái hồ sơ nhân quyền của cái vụ nổi dậy của AI-20 để ra Liên Hợp Quốc. Tức là hai nhánh. Thì khi mà tôi đem, lúc đó tôi làm 288 bộ đi cùng với linh mục Thành Mai, mà những cái câu trả lời của họ nó làm cho mình té người. Họ kêu đây không phải là những người chúng tôi đặt một cái ưu tiên để can thiệp, bởi vì đây là tù chính trị. Lúc đó tôi mới bật ngửa cái chuyện tù chính trị và tù lương tâm. Họ kêu tù nhân lương tâm là không có vũ khí, tức là không có hành động, không có bạo lực, là tù nhân lương tâm thì họ can thiệp được. Còn đây là hầu hết đều là có bạo lực. Thì tôi mới đưa ra một cái chuyện, nó hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vì đâu mà ông bà biết và ông bà nghĩ rằng đây là những người làm bạo lực, đây là những người thi hành bạo lực, đây là những người có súng ống. Ai? Ông bà có nhìn thấy hay không? Hay là ông bà chỉ nghe những người cộng sản họ làm cái hồ sơ ra tòa án, cái kết luận của tòa án, cái kết tung là có vũ khí thôi. Tức là chỉ nghe một chiều thôi. Đó là câu hỏi thứ nhất, là ai cho ông bà nhìn thấy, ai cho ông bà biết rằng đây là những người có vũ khí. Thì vấn đề thứ hai tôi đề cập đến là cái chuyện tự vệ. Tôi nói là tu chính án số 2 của Mỹ là anh đi vào, tức là người ta có quyền giữ vũ khí, và anh đi vào nhà người ta đó, là người ta bắn bỏ mẹ anh, người ta có quyền bắn bỏ mẹ anh. Bắn bỏ mẹ anh khi mà anh xâm nhập vào nhà người ta. Thì Việt Nam cũng vậy, khi người dân của chúng tôi bị tước hết tất cả mọi thứ, giống như hồi nãy anh nói là kể cả đạo lý, tước hết thì chúng tôi phải tự vệ chứ. Thì cái chuyện tự vệ vũ trang, nó là vũ trang tự vệ hay nó là vũ trang tấn công? Cho nên nếu gọi là nói rằng là anh em chúng tôi là những người có vũ khí thì không can thiệp ấy, thì tôi xin lỗi, tôi không coi các vị là những người hoạt động về nhân quyền. Mà đó là cái hỏi là của Amnesty hay là của Liên Hợp Quốc? Kể cả Amnesty lẫn cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc.
tại Geneva. Lúc đó là tôi đi nhiều lắm, tôi nhờ người này người kia, tại vì cái ngôn ngữ của tôi không, cái khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của tôi cũng không có giỏi, tiếng Pháp cũng không có giỏi, cho nên tôi phải nhờ người này nhờ người kia mà đi rất nhiều, tức là nguyên một năm trời đi hết, nghe ông này có một cái cách nào đó để tiếp cận với Liên Hợp Quốc hoặc là với những vị dân biểu, tôi đi ngay, thì nó té ngửa. Cho nên bây giờ đã nhiều người giống như ông Huỳnh Ngọc Tuấn ông có đề cập đến cái chuyện đó. Đây là cái ngôn ngữ của cái ông kiểng ở bên này, tức là theo cái thói quen, cái thông lệ quốc tế phải theo thông lệ quốc tế, phải đấu tranh theo cái vòng của Liên Hợp Quốc, theo cái luật pháp của Liên Hợp Quốc. Xin được hỏi anh, Liên Hợp Quốc bây giờ đó là Trung Cộng có ảnh hưởng vào được Liên Hợp Quốc nhiều hay không thầy? Thì qua cái kinh nghiệm mình đi biểu tình hai lần tại Liên Hợp Quốc, thì mình thấy rõ là cái vấn đề mà Liên Hợp Quốc mà can thiệp vào vấn đề cho Việt Nam mà để đất nước Việt Nam mình có được tự do và có một cái sự nhân quyền căn bản của người đó là gần như là nó thành thành, mình không còn hy vọng gì hết, mình thấy nó còn trở thành một sân sâu thôi. Thì những cái buổi cuộc biểu tình của mình đi tới Geneva hai lần vào cuối năm 2018, 2018 và đầu năm 2019 đó, đó là cũng là một cái bài học cho mình. Trong những cái con đường mình đi đấu tranh cho dân tộc của chúng ta là cũng là một cái bài học để chúng ta nhận rõ ra được những cái khuôn mặt mới trẻ và những khuôn mặt cũ mà họ đang đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì để trở lại cái câu hỏi đầu tiên của mình đó, thì mình muốn nói là cũng cảm ơn Thành đã nói ra những cái sự suy nghĩ của anh về vấn đề mà người ta tố anh, nói là nói xấu anh mà nói là anh lấy tiền anh xài đó, mà thật ra số tiền đó anh có nói trên livestream một lần là anh đã cúng dường lại cho bên Phật giáo Hòa Hảo. Đó thì tất cả những anh chị em mà nếu có theo dõi cái livestream này đó, mà nếu mà biết tôi và biết anh Thành đó, thì nên hãy nghe lại những gì anh Thành nói và đấy, đừng có lọt vào cái bẫy của những người gọi là muốn chia rẽ cộng đồng của chúng ta, muốn chia rẽ những cái phong trào đấu tranh mà cho một tiếng nói gọi là thật sự chân chính của người Việt Nam tự do mà yêu nước chân chính đó, và những đảng phái nữa, và những đảng phái những hội đồng khác là họ cứ nhìn vào anh Thành là cứ diệt đánh, và mình nếu mình nghe đó là mình không thể nào mình đi tới đâu được. Và nếu một khi mình đã, đây là một cái thời gian mà chúng ta phải nhận ra được giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái sự mà gọi là gian manh của những người mà đang đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái hành động mà mình hơi đi lòng vòng chút xíu anh chị em ha, là cái hành động của cái thằng Việt Cộng Con mà nó xé lá cờ Việt Nam này kia đó, cũng như hôm qua anh nói có chữ cảm ơn, thì thật ra bữa nay tôi cũng nói là cảm ơn nó đã làm như vậy đó, thì chúng ta mới nhận ra được thêm một số gương mặt gọi là mất dạy của trong phong trào mà đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Bằng chứng là ông Quỳnh Ngọc Tính là một, và đi song song với cái hành động của cái thằng Việt Cộng Con mà nó xé nó cờ vàng đó, là chúng ta thấy cái cuộc bầu cử bên Mỹ và cái sự kiện mà nó xảy ra ngày 6 tháng 1, và khi một số phong trào phổ tả của người Việt Nam của mình đó là lên án những người mà đem lá cờ Việt Nam tới này kia và hạ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, thì chúng ta thấy là hai cái sự kiện này đó nó rất có lợi cho phong trào đấu tranh của người Việt Nam, mà thật là chúng ta thật nhìn vào rõ mà chúng ta thật tâm mà đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy nhìn lại ai là bạn, ai là thù. Bên Pháp chúng ta thấy rõ quá nhiều rồi, bên Úc chúng ta đã thấy rõ, hôm qua anh có nói cái tức Trần Kiều Ngọc, thì hẳn nhiên mình khi mình có trao đổi với Trần Kiều Ngọc trong một thời gian gọi là cũng khá dài, trong những cuộc biểu tình với nhau gần như là trao đổi email với nhau gọi là gần như suốt mỗi ngày với nhau cho tới những ngày biểu tình, rồi qua lần cuộc biểu tình lần thứ hai là những sự trao đổi như vậy để mình hiểu rõ được cái bản mặt thật của những người gọi là đang lôi cuốn những con người gọi là không có một cái nhìn chính xác về cái phong trào đấu tranh đó mà bị lọt vào bẫy của họ. Mà cái đó là cái chuyện nó đang xảy ra. Tại sao những cái phong trào đấu tranh tại Pháp ngày hôm nay nó không còn có được cái giá trị và không thu hút người ta đông như ngày xưa? Tại vì chúng ta không có chính nghĩa. Chúng ta không có chính nghĩa, chúng ta gọi là đấu tranh vì quyền lợi riêng của một đảng phái, hoặc là chúng ta muốn là tô son trát phấn về cái gương mặt của mình để mà đưa lên mạng để thấy là tôi là một người đấu tranh cho người đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng thật sự ở đằng sau lưng đó, nó không có, nó là một con số không. Anh trở lại cái vấn đề của Liên Hiệp Quốc, cái ngày mà lần biểu cử, cái lần đầu tiên biểu tình cuối năm 2018 á, thì ngày hôm đó là thật sự người Việt Nam mình không có được vào,
tại vì đó là cuộc biểu tình của người Tây Tạng và người Duy Nguyễn Nhĩ. Yeah. Nhưng mà cái cuộc biểu tình vào tháng 1, 21 đến tháng 1 năm 2019 đó, là ngày hôm đó là thật sự đấu tranh cho cái vấn đề mà xét lại cái hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đó. Yeah. Thì mình biết đến ngày hôm đó là có thầy Như Điển và Trần Kiều Ngọc và anh Phong ở bên Đức đi vào trong Liên Hợp Quốc, nhưng mà thật ra được đi vào chứ thật ra chỉ là ngồi nghe rồi thôi chứ thật ra không nói gì. Và yeah. trong một cái buổi họp hôm đó là gần như tất cả những quốc gia trong Liên Hợp Quốc, mình nói phải lên 50-60% là đều ủng hộ Tàu Cộng, đúng không? Không trực tiếp nhưng mà gián tiếp, họ không bao giờ dám nói một câu nói về vấn đề nhân quyền, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà dám đứng hở miệng lên mà chống Tàu Cộng. Thì chúng ta thấy cái giá trị của Liên Hợp Quốc ngày hôm nay nó không còn như là ngày xưa nữa. Yeah. Hay là không biết ngày xưa nó đã có được nhiều hay ít. Yeah. Nhưng mà khi mà mình thấy cái ghế mà nó gọi là ba chân á, tại trước Liên Hợp Quốc mình nó thôi giờ đập nó hết, mình cho nó rớt xuống rồi. Thật ra nó không còn ý nghĩa gì đối với mình đó. Yeah. Ngày xưa mỗi lần mình nói mình có dịp đi tới trước Liên Hợp Quốc để mình biểu tình, đó là một cái sự sôi động trong cái tinh thần. Yeah. Mình đi được tới chỗ đó, mình đem cái tiếng nói của mình cho đất nước Việt Nam của mình. Nhưng mà thật ra ngày hôm nay sự thật rất là phũ phàng, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ được thành công. Không bao giờ thành công nếu chúng ta dựa vào Liên Hợp Quốc để mà can thiệp về vấn đề nhân quyền, về tự do, vấn đề căn bản của con người Việt Nam đó, thì sẽ không bao giờ được thành công. Dạ vâng, thưa cảm ơn anh. Anh nhắc đến cái câu chuyện những, tức là hai cuộc biểu tình quan trọng tại Geneva. Tôi nhân đây tôi nghĩ là giờ này chúng ta bộc bạch, bởi vì nó liên quan đến đến Đảng Việt Tân, nó liên quan đến cô Trần Kiều Ngọc. Cái thời gian đầu cô Trần Kiều Ngọc mới xuất hiện và đi sang bên Pháp, là tôi là người bên Âu Châu, qua bên Âu Châu tôi là người hỗ trợ. Tôi là người tiếp cận rất là sát những buổi nói chuyện, ngay những cái chuyện buổi nói chuyện quan trọng tại chùa Khánh Anh, tôi là người live stream. Rất ít khi tôi đem cái máy đó ra tôi live stream, tức là cái máy rất là đặc biệt để tôi cố gắng giữ được mọi hình ảnh, mọi góc độ trong cái live stream đó. Tiếc rằng cái trang Phạm Văn Thành của tôi nó mất rồi, cho nên là những cái hồ sơ của những cái cuộc live stream bằng cái máy đặc biệt, Vimeo, nó không còn giữ được nữa. Tuy nhiên, để mà muốn chia sẻ với nhau rằng có nhiều người cũng có trách tôi, ý như là trách tại sao tôi có vẻ gay gắt với những người trẻ, tức là Kiều Ngọc, tại sao là tôi gay gắt. Thực ra là ban đầu, là buổi đầu, những cái thời gian đầu là tôi rất là quý tuổi trẻ, là quỳ xuống tôi cũng sẵn sàng quỳ nếu như tuổi trẻ nhìn về đất nước, chính tâm nhìn về đất nước. Thẳng nhiên anh, thẳng nhiên mình đi tới cái tuổi mà 60 thì khi mình thấy những cái lớp trẻ mà 30-40 tuổi đó mà đứng lên đấu tranh cho đất nước Việt Nam, mình coi nó lên là một cái ơn huệ rất lớn. Yeah. Đó là của trời, của Chúa về ban cho mình, nó ban cho đất nước Việt Nam của mình. Yeah. Để đó là một thế hệ tiếp nối. Yeah. Mà anh biết là bên đây đó, ngay cả con cái mình nó đâu có suy nghĩ về vấn đề dân tộc, đất nước của mình hay không. Yeah. Thì đó, những cái người trẻ mà họ dám đứng lên đấu tranh cho đất nước Việt Nam mình, đó là một cái ơn huệ rất lớn. Chính xác. Cho đất nước mình nên mình nói thật sự cũng như nói mình có thể quỳ xuống mình. Yeah. Quỳ xuống mình nói là mình cảm ơn họ đã có những cái tinh thần đấu tranh. Yeah. Và thời kỳ đó là chính tôi đã khá là cứng giọng đối với một số những người có vẻ cứng giọng đối với hiện tượng Trần Kiều Ngọc và liên quan đến một người trẻ có mặt tại cái cuộc cách mạng Dù Vàng Hồng Kông khá đặc biệt, tức là chị Hạnh Nguyên, tôi nhớ không lầm, chị Hạnh Nguyên ở bên Mỹ. Yeah. Thì nói như vậy để chia sẻ với nhau rằng là những người trẻ là chúng ta quý mến, là chúng ta bảo vệ. Tuy nhiên, nó phải là chính tâm. Cái thái độ của tôi đối với chị Trần Kiều Ngọc là tôi quay mặt hẳn sau cái chuyện tổ chức đi biểu tình tại Geneva để hỗ trợ người Tây Tạng và Tân Cương, để hỗ trợ cho người Tân Cương. Thì cái nhóm tổ chức có chị Trần Kiều Ngọc. Những người bên cạnh chị Trần Kiều Ngọc lại có những người bạn của tôi, ví dụ như anh Nguyễn Kiện chẳng hạn. Đó là những người bạn của tôi, anh Nguyễn Kiện ở bên Mỹ.
và một số những anh chị em tại Âu Châu. Nhưng tôi đã cảm thấy nó có điều gì nó bất thường. Nó có những cái ý đồ riêng của nó. Bởi vì tôi là người biết về Việt Tân quá nhiều. Ai là người xin giấy phép cho những cuộc biểu tình, xin giấy phép giờ nào, và nó có những sự chồng chéo ra sao. Rồi tôi trở lại cái chuyện Tân Cương, cái cuộc biểu tình của Tân Cương tại của người Tân Cương tại tại Geneva, tôi có mặt ngay từ đầu và tôi thấy nó ngỡ ngàng là anh em Tây Tạng, anh em Tân Cương là quấn vào với nhau để làm biểu tình và hết sức là sôi nổi, trong khi Việt Nam lúc đó là khoảng chừng 300 người. Khoảng 300 người lại tách hẳn, tức là cách ra khoảng 5 đến 60 mét, tức là nó đứt hẳn ra. Trên màn hình, trên khung hình mà muốn lấy của cả hai bên không thể nào lấy được. Tôi là người ngỡ ngàng và tôi đã đi đến sát, tôi nhớ thành khung hình như tôi nói với anh hay là nói với thầy Quảng Độ là phải kéo sát lại. Tức là không thể tách ra như vậy. Thì đáp lại cái thỉnh nguyện đó thì không có tách lại. Và kể cả lúc diễn hành cũng vậy, luôn luôn có một cái khoảng cách khoảng ít nhất là 40 mét đến 50 mét. Và tôi là người, hồi nãy tôi nói với anh, tôi là người học nghề hình từ khi tôi 14-15 tuổi. Tôi mê nghề hình từ 14-15 tuổi. Và 16-17 tuổi là tôi đã học với một ông thầy chuyên môn được. Thì tôi hiểu ngay những cái cách chụp hình, những cái gọi là những cái ống kính của những người của ban tổ chức là nó có ý đồ. Tức là những người Việt Tân cũng có ý đồ của Việt Tân, những người của cô Trần Kiều Ngọc cũng có ý đồ của cô Trần Kiều Ngọc. Cái đó cho chúng ta thấy rằng nó không có cái gì là chung cả. Nó không có cái tấm lòng thao thức chung, nó không có cái nhân quyền, nhân què cái con mẹ gì hết. Nó chỉ là cái một cái ước mơ quyền lực quyền lợi nào đó của mình, và mình dẫn dắt người khác, mình che người khác, mình lèo lái, mình dắt mũi người khác, và những người khác đó là đồng bào của mình. Cho nên từ đó tôi quay mặt hẳn đối với cô Trần Kiều Ngọc, và cho tới giờ này thì rõ ràng là Việt Tân với cô Trần Kiều Ngọc gọi là có vẻ là ly dị nhau đấy, nhưng mà nó cũng giống như là cái chuyện vợ chồng Bill Gates đang xảy ra, tức là ban ngày thì ly dị nhưng ban đêm thì không. Thì cái đó là cũng là những cái kinh nghiệm mà mình học. Hẳn nhiên là mình là cái người không có kinh nghiệm giống như anh Thành về mặt chính trị, mà có những cái suy nghĩ sắc bén hoặc là những cái nhìn và là thấy rõ cái sự thật của mình. Nhưng mà qua cái cuộc biểu tình lần thứ hai tại Geneva đó, nó làm cho mình thấy rõ hơn về những cái ý đồ của họ trong những cái cuộc biểu tình mà gọi là đấu tranh cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và nó lại liên quan cái vấn đề lá cờ vàng của mình, là bây giờ mình thấy là rõ ràng đó là họ đấu tranh cho nghĩa là cho một thế lực riêng của họ để mà có trở thành Việt Nam, cũng như nói cũng Nguyễn Gia Kiệm gì đó. Và là không muốn là mai mốt có chuyện gì xảy ra là ông sẽ về Việt Nam có một chức vụ làm cố vấn hay là cái gì cái đó là cái chuyện riêng của ông. Nhưng mà trên qua khách quan mà nói, ví dụ mình nói là bây giờ một người họ nói tôi không thích chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi sẽ đấu tranh riêng cho tôi. Thì mình chỉ yêu cầu những cái người mà thật sự mà đấu tranh riêng cho quyền lợi riêng của họ, đừng bao giờ cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì khi mình cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là một cái sự giả dối. Đó, cái đó là mình chỉ nói là bây giờ ông Nguyễn Gia Kiệm ông muốn đấu tranh mà ông đi về Việt Nam, ông thành một người cố vấn cho một ông thủ tướng nào đó, ông cứ việc nói đi. Tôi thẳng thắn nói tôi không chấp nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đó. Mà ông có khi nào ông dám mở miệng, ông dám nói cái câu đó hay không? Hay là phía bên cô Trần Kiều Ngọc mình thấy rõ là những cái phong trào của cô ta đấu tranh là cho một cái thế lực riêng, một cái quyền lợi riêng của họ, chứ không phải là cho dân tộc của mình. Thì đừng bao giờ cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà phất phới lên nó là Việt Nam muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, có là một cái sự giáo trá. Mà người Việt Nam của mình ngay cả tại hải ngoại đó, cái vấn đề mà nhận thức được cái mánh lới của họ trong vấn đề chính trị rất yếu. Nhưng mà họ cũng có cảm nhận được đó là những con người này không phải là đấu tranh cho dân tộc của mình. Nên càng ngày tại sao cái số người đi biểu tình tại bên Pháp mình nó càng ngày nó càng thưa thớt. Người ta nói nghe nói Việt Tân tổ chức là họ không bao giờ muốn đi. Bây giờ có một phong trào khác nở lên thì có thể họ đi mà cũng không muốn đi. Tôi chọn nghĩ như thế này,
cái đó nó là một cái hiện tượng mà người dân bị xô đẩy vào cái quỹ đạo gọi là quỹ đạo amateur, yeah. Tức là amateur là gì? Amateur tức là không có chuyên nghiệp. Tài tử, đấu tranh tài tử. Hầu hết những anh chị em có mặt trong hàng ngũ đấu tranh ở hải ngoại hiện nay đó là đấu tranh tài tử. Yeah. Một số những người gọi là đấu tranh chuyên nghiệp, tức là được cấp lương hoặc là được tổ chức này, tổ chức kia trợ giúp đó. Thí dụ như là Trần Kiều Ngọc chẳng hạn. Trần Kiều Ngọc là một trong những người chuyên nghiệp. Yeah. Việt Tân cũng 5-7 người trong trên đầu, tức là hưởng tiền lương, tức là chuyên nghiệp. Yeah. Đó là hoạt động chuyên nghiệp. Nhưng họ là chính trị, mình phải nhận diện rằng họ là một tổ chức chính trị, đã là hoạt động chính trị. Trong tổ chức chính trị họ có quyền có những cái tham vọng của họ, họ có quyền có mưu đồ, họ có quyền gọi là kỹ thuật thủ đoạn của họ, chính trị mà, thủ đoạn chính trị. Nhưng vấn đề là những thủ đoạn chính trị đừng có đi ngược lại cái quyền lợi của dân tộc. Đúng nhiên. Đó là chuyện đó mình không bao giờ chấp nhận. Đúng rồi. Vì thế đó mà đối với tôi cái mấy người đó mình có lẽ mình còn ghét họ hơn là ghét cái thằng gì cộng con của mình, đúng không? À, thực ra đó cái chuyện thằng cộng con đó mình giận ở cái vị trí của mình, giận thằng bố nó, giận ông, tức là giận cái phía sau của nó. Chứ còn nó chỉ là một đứa con nít thôi. Nhưng mà mình không lên tiếng thì không được. Nhưng mà lên tiếng rồi đó, đến đâu đó, tới cái chừng mực nào đó thì dừng lại, không có ý xèo nữa. Nhưng phải lên tiếng thôi. Tại vì mình nói là bây giờ cái chuyện nó làm thì nó sẽ phải lãnh hậu quả. Những cái gì nó làm có thể là nó bị không được đi học, hoặc là có thể ở tù, hoặc là nó bị trục xuất đi về Việt Nam. Nhưng mà thật ra cái chuyện nó làm nó đã xong rồi. Mà bây giờ mình thấy cái chuyện nó xong, bây giờ những hậu quả nó sẽ tới thì nó sẽ tới thôi. Nhưng mà phải nhìn rõ là đó là mà mình nói là bữa kia mình làm một cái status, mình nói là một cái tát tay, nó thật ra nó như là một cái gáo nước tạt thẳng vào cái người, những người Việt Nam mà đóng góp cho dân tộc của mình, là một cái lạnh. Chúng không phản ứng thì không còn là người tự do, không còn là người vượt biển, không còn là người HO từng bị tù. Những cái người Việt Nam mình ra đấu tranh, mình gọi là chia rẽ quá nhiều vì nhiều kiến thức khác nhau. Nhưng mà thật ra rồi mình không có còn có một cái hành động nào gọi là để mà đứng chung với nhau để mà đấu tranh. Thì bây giờ hãy tỉnh thức lại đi. Những người Việt Nam của mình thật sự có tâm về đất nước mình, hãy tỉnh thức thật. Phải nhìn rõ ai là người bạn, ai là kẻ thù vậy thôi. Và những kẻ thù của mình là đang nằm tại đất Pháp rất nhiều. Những người đã từng đi đấu tranh với mình, đi cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình, bây giờ đang lại nói xấu. Mình hy vọng có một ngày mình có thể là đối chấp với họ trước mặt họ, coi họ nói như thế nào. Tôi nghĩ chuyện này nó không phải là bình thường, nhưng mà chuyện này mình phải chấp nhận. Đấu tranh mà nó giống như là một cái xô nước, một cái thùng sắt mà mình phải rửa chén, mình phải tức là ly cốc ly tách nó ở trong đó, mình phải sục sạo, mình phải lắc lên, tức là mình phải chấp nhận có những sự va động. Mình chịu được hay không, mình sẽ bị vỡ hay là mình sẽ bị tan, là mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Cái cộng đồng của mình thì phải nói là người dân, người ta nói là bạc như dân, bất nhân như linh. Người dân chỉ có thể hiện cái hành động của mình khi người dân họ thấy nó có chính nghĩa của một cuộc đấu tranh, của một tổ chức đấu tranh có chính danh, có chính nghĩa. Khi người ta thấy là một tổ chức không chính danh thì người ta tìm tổ chức khác. Và người ta sẽ thất vọng khi thấy rằng 5-7 ông tổ chức đó, 5-7 tổ chức đó, nó có người thì có chính danh nhưng lại không có chính nghĩa, có người có chính nghĩa lại là không chính danh. Tức là cái chữ chính nó không có, nó bất chính, nó có sự bất chính trong đó, cho nên người ta lùi lại, người ta chờ. Tôi nhiều người nói rằng hải ngoại bây giờ nguội lạnh thì không có nghĩ gì về đất nước. Tôi không nghĩ là như vậy. Không. Cái vấn đề là cái mũi dùi là ở đất nước, hải ngoại nó là hậu phương thôi. Cái mũi dùi ở đất nước của chúng ta nó trong vòng 15 năm qua là chúng ta bị dẫn lệch kèo. Tức là cái thời của chúng tôi không còn nữa. Cái thời mà chúng tôi bị tù đó, tức là trước năm 2000 là không còn nữa. Mà nó nảy sinh ra một cái lớp gọi tù nhân lương tâm.
họ trương cái cờ của họ lên, tôi là tù nhân lương tâm mà, ra tòa cũng tôi là tù nhân lương tâm mà đã là tù nhân lương tâm là đằng sau tôi có Liên Hợp Quốc. Và đã là tù nhân lương tâm là tôi đấu tranh bất bạo động tuyệt đối, nghĩa là tôi đấu tranh bằng mồm, tôi khoanh tay đó. Trong khi cái thằng kẻ thù của chúng ta, mẹ nó là thằng ba đầu sáu tay, nó là mẹ ba đầu sáu tay 70-80 cái sừng, nó đâu có chấp nhận cho chúng ta, gọi là chúng ta nói không, chúng ta cái vụ án vừa mới xảy ra đó là bà Cấn Thị Thêu, và một lô một lốc những vụ án của phương Nam đang xảy ra ở phương Nam đó, là nó có tôn trọng người dân không, nó có coi người dân làm một cái gì đó để đối thoại hay không? Thì khi mà chúng ta cứ lùa người dân vào cái chuyện là lên tiếng đi rồi cùng lắm là ra tòa, tôi cấp lương cho, thì khoảng 10 năm ấy, thì nó sẽ thành một cái phong trào gọi là phong trào cù nhầy, nó là cái miếng da lợn, da cổ lợn. Cuộc đấu tranh của Việt Nam, tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua, tôi hỡi ôi và tôi nhìn cuộc chiến đấu đó là một cuộc đấu tranh da cổ lợn. Nó bèo nhèo, ăn không được nhổ ra không sao. Thế đến mình kết luận cái phần đầu tiên nói chuyện, thật ra cũng không nghĩ nói về cái vấn đề này. Yeah. Thì cũng mong tất cả những anh chị em tại Việt Nam và những người Việt Nam tại hải ngoại mà còn cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, chúng ta hãy nhìn vào cái chị Cấn Thị Thêu. Yeah. Đó là một người mạnh dạn, can đảm và có rất là có chính nghĩa. Đứng trước một cái tòa án cộng sản mà dám nói họ là nạn nhân của cộng sản, đó là một cái hành động gọi là mình chưa thấy ai dám nói. Một cái status nữa tôi mới nhận được sáng ngày mà tôi bị té ngửa ở trước tòa, mà có một cô phương Nam, người phương Nam đứng trước tòa mà hai tay để sau đít, tức là đứng trước vành móng ngựa hai tay để sau đít. Tôi chưa bao giờ thấy ai hết, thậm chí gọi là tôi bảo là ngang ngửa như vậy, ngang ngực như vậy tôi còn không dám làm nữa. Nói thế là họ chấp nhận chết, cái chết à. Bây giờ họ bảo của họ là có thể họ ở tù chung thân, chấp nhận. Bảo vệ lý nghĩa tưởng. Là khi mình để tay sau lưng là mình coi thường người ta. À, bác, đúng rồi. Bà Cấn Thị Thêu là bà vẫn còn tương trọng, tức là tôi dẫu gì bà cũng là người đã già, tức là đã có tuổi rồi, bà khoanh tay. Khoanh tay không phải là khoanh tay dạ thương, tức là không phải là khoanh tay như thế này. Không, là mình giữ cái khoảng cách của mình lại. Và rất là ngạo mạn. Tại vì nếu mà đứng thẳng giống như con bà ấy, thì khi mà anh đứng trước tòa mà anh đứng thẳng như này ít hay nhiều, tôi thì tôi đứng có những lúc tôi vua tay lên, thì tôi đặt lên trên cái vành móng ngựa đó, thì là mấy thằng kia nó hất xuống, nó cầm tay tôi nó đặt xuống, thì cùng lắm là mình như thế này, chứ khoanh đưa tay sau lưng là tôi còn không dám làm. Thì cho nên mà cái cô đó, cho nên cô đó là thầy của tôi, cô đó là bậc thầy của tôi. Mà thường là phụ nữ không anh? Cái đó là cái lạ. Nó thật ra mình cũng có tiếp xúc một số người phụ nữ tại Việt Nam đó, đó là mấy chị đó, mấy cô, mấy chị đó là những người rất là can đảm. Hãy nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh của mình và truyền lại cho con cái của mình sau này, tại vì những cái tinh thần đó là không phải là dễ kiếm. Và ngày hôm nay có chị Cấn Thị Thêu, gọi kêu bọn chị đó, cho mình chị không lớn tuổi mình là bao nhiêu. Chị Cấn Thị Thêu kém tuổi anh chứ? Dạ. Chị Cấn Thị Thêu năm nay khoảng chừng 50, 52. Thì mình kêu chị được ra. Thì đó là một cái tinh thần đấu tranh rất là có chính nghĩa. Khi rồi cái đó là bây giờ xin mời là anh Thành có những câu hỏi gì nữa. Thật ra không biết ngày hỏi anh gì ngày hôm nay. Cũng thôi là mình sẽ đi lan quanh vào những cái đề tài khác thì anh thôi. Cũng như có nói về cái vấn đề đó thì có chuyện này mấy bữa nay mình cũng hơi bực. Tại vì anh biết mình là Phật tử của chùa Khánh Anh, sinh hoạt từ lâu rồi. Thì trong cái thời gian mà mình sinh hoạt với chùa chiền, với những giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu, là mình cũng đi tới vùng Bắc Âu, rồi qua những cái xứ của Âu Châu, gần như mình biết tất cả những thầy tu cao tăng, những người mà đứng thành lập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu, mà là quy tụ lại tất cả những người Phật tử lưu vong sống tại Âu Châu để họ có một cái tìm về một cái cội nguồn của đất nước mình, một cái giá trị về văn hóa và dân tộc cũng như vấn đề tâm linh. Nhưng mà gần đây cái chuyện mà làm cho mình bực mình đó, mà không xài thì bức xúc của dân cộng mình không xài, nghĩa là mình bực mình nhất đó là trên tờ báo của chùa Khánh Anh gần đây nó lại đưa lên một cái tờ báo nói về pháp nạn năm 1963, mà ngay lại trong cái dịp của 30 tháng 4. Đối với anh Thạch,
họ có ý đồ gì? Tại sao lại đem cái vụ pháp nạn năm 1963 vào trong cái dịp 30 tháng 4? Thay vì mình nói về cái sự đau khổ của những người Việt biết, mình nói về sự đau khổ của đất nước mình bị tụi cộng sản chiếm đóng và ăn cướp, mà không nói mình lại nói về vấn đề pháp nạn năm 1963. Mà hẳn nhiên là khi mà chúng ta đã tìm hiểu về lịch sử thì chúng ta cái vấn đề mà pháp nạn năm 1963 đó, mà tất cả những thầy cô hoặc là những người Phật tử mà bây giờ họ không một cái nhìn chính xác, hoặc họ không có tìm hiểu về lịch sử, họ có nói là ông Tổng thống Ngô Đình Diệm là người muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam tại miền Nam Việt Nam, thì cái chuyện đó là mình không bao giờ mình tin vào cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao họ làm như vậy cho tới ngày hôm nay? Có ai thọc gậy sau lưng hay không? Cái đó là một ý đồ nào khác? Một cái câu hỏi một cái sự gợi ý rất là nhiều đau gối này, rất là nhiều lưỡi gươm ở trong này. Tuy nhiên trước khi chúng ta đi vào chuyện đó là tôi xin phép chạy lại có một vài cái comment mà tôi nghĩ là cần phải nói ra. Tức là anh hình như là anh An Tôn Tuấn, đây chắc là một vị linh mục hoặc là một vị tu sĩ như thế, là chị Cấn Thị Thêu là sinh năm 1962, tức là kém anh 1-2 tuổi. Dạ, kém anh 1 tuổi. Dạ, vâng. Anh Hoàng Kỳ Nguyễn cũng xác định là 59 tuổi, như vậy là kém anh 1 tuổi. Trên này có một cái comment có một cái comment hồi nãy tôi vừa mới thấy thoáng qua của anh Nam Phương. Để tôi tìm, để trước khi chúng ta đi sang một cái đề tài khác thì chúng ta chấm dứt hẳn cái đề tài này đã. Anh thì tìm coi có một cái comment của anh Nam Phương. Anh Nam Phương hả? Có anh Nam Phương. Dạ, anh có nói là cha Ngô Thành Mai, Răng Mays, giam cùng tôi ở nhà cách ly giữa rừng của nhà tù Ti Công An, tỉnh Bà Rịa Long Khánh, từ tháng 5 năm 75 đến tháng 7 năm 1975. Khi ấy tôi bị Việt Cộng giam từ Hàm Giang mới lên và bị tê hết sau những tháng năm bị sốt. Với bí số mà nhà tù Việt Cộng đặt cho tôi thay tên để gọi hàng ngày là H2, tôi mang tội gián điệp trong giấy ra tù cuối năm 1976. Yeah. Có đó là cái comment của chị Anh Phương Nam. Yeah. Vâng, thưa các anh chị em, anh Nam Phương là người biết anh Huỳnh Ngọc Tuấn rất nhiều, là bởi vì cùng quê với nhau, cùng Quảng Nam, Quảng Ngãi với nhau. Anh Nam Phương là người từ những năm 1976 là có dính líu vào trong những cái cuộc tranh đấu rồi và đã bị tù, đặc biệt là tù như là anh xác định là anh cha Rong Mấy, tiên Việt là Ngô Thành Mai. Thì anh Trần Nam Phương là một người tù khoảng năm 85 thì bị ra án tử hình ở Quảng Nam. Án tử hình tại Quảng Nam, lúc bấy giờ cái vụ án đó có 2 người hay 3 người, trong đó có một người đầu vụ, tôi nhớ là anh Kiều Đình Thanh. Anh Kiều Đình Thanh bị bắn, bị xử tử hình, bị xử bắn. Anh Trần Nam Phương là hình như là họ nhốt trong vòng khoảng chừng 1 năm trời như vậy. Mà 1 năm trời mà trong cái quy chế tử hình là không điên thì là lạ lắm đó. Rồi sau đó, đó là cùng với cái chuyện thầy Tuệ Sĩ, rồi ông Trần Đức Lương, rồi là thầy gì là cũng là cùng với thầy Tuệ Sĩ đó, rất là giỏi. Đây là một, bây giờ hình như là cư sĩ thôi. Tức là thầy Tuệ Sĩ thì thầy Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, thầy gì bên cạnh thầy Tuệ Sĩ nhất thời tức lại bị nhất quên tên rồi, là đó là những án tử hình của 85-86. Thì lúc đó đó là họ đồng loạt ở quốc tế can thiệp, thì đồng loạt họ hạ xuống thành là trung thân. Vì thế mà anh Trần Nam Phương là anh thoát chết. Tuy nhiên tôi lặp lại là 1 năm trời mà
giữ cái quy chế tù tử hình thì hầu như là sáng nào cũng chuẩn bị là mình bị ra bắn hết. Tức là quy chế cùng quy chế tù tử hình là ở trong phòng biệt giam cùng hai chân, hầu như là sáng nào cũng chờ đi bắn hết. Cho nên cái tinh thần của những người đó còn tồn tại thì bây giờ còn tồn tại thì nó là kinh khủng lắm. Ông Trần Nam Phương, cái vụ án của ông Trần Nam Phương đó, thì khi mà tòa đang xử án thì có một bà già kéo một cái xe ba gác, tức là thuê người kéo mà bà đẩy đi theo đằng sau. Trên cái xe ba gác để cái quan tài, đó là mẹ ông Trần Nam Phương. Đó là chúng ta nhắc lại một cái giai đoạn, tôi gọi là giai đoạn lịch sử cận đại, những giai đoạn đau thương đó, để chúng ta nhìn thấy rằng những người đấu tranh khí phách chấp nhận sống chết như vậy là họ có cái con đường của họ, họ có cái lý tưởng, họ kiên định. Nó là phục quốc mà. Phục quốc là phục quốc gì? Cho nên trong cái giai đoạn 10-15 năm vừa qua, cái tổ chức Việt Tân vốn dĩ từ năm 1982-83 họ hình thành tiền thân của họ là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Cái tư tưởng ban đầu đưa ra rất kiên định. Tôi đứng vào là vì cái tư tưởng kiên định đó. Tức là phải lật đổ chế độ Cộng sản. Bằng mọi cách phải lật đổ chế độ Cộng sản. Bằng mọi cách. Chứ không có phải là như là sau năm 2005 mà họ gọi là bà giải đó. Đó, họ tách ra, họ ăn phải cái bả của Nguyễn Gia Kiểm bên này, để mà gọi là hòa hợp, hòa giải, để mà gọi là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Anh đã hợp tác, anh đã giao hợp rồi, làm sao mà anh đấu được nữa. Mẹ không lẽ anh vừa giao hợp, anh vừa lấy tay anh thụi người ta hay sao? Cho nên đó là cái sự láo xạo. Và nó làm, coi nó làm chạch đường, nó làm cái lưỡi kiếm nó bị bẻ quặt. Khi mà cái lưỡi kiếm bị bẻ quặt là khóc thét, làm sao mà thành vũ khí được. Đấy, cho nên dẫn cái cộng đồng ở bên ngoài đi vào một cái bế tắc hết sức là lớn. Và cái cuộc đấu tranh ở trong phương của người Việt Nam nó làm cho ở hải ngoại không tin tưởng được đâu, nó không nhìn thấy được cái chính nghĩa nào cả. Tức họ đấu tranh để làm gì? Đấu tranh để đối thoại, đấu tranh để xin cho, thì đấu tranh làm con mẹ gì? Mà kẻ thù nó cũng đâu có cho xin, mẹ mình quỳ xuống xin nó còn bắt mình vào tù nữa. Thì phải nhìn ra cái gốc của vấn đề. Đừng có ăn bã theo cái bọn gọi là bọn sa lông. Tôi gọi Khánh Kiểm là bọn sa lông. Họ học rất là giỏi đấy. Họ là kiến thức, họ là gọi là về chuyên môn của họ, họ là kỹ sư này, kỹ sư kia, tiến sĩ nọ. Nhưng đó chưa phải là kẻ sĩ. Đó chưa đủ tuổi, chưa đủ trình độ, chưa đủ căn bản để gọi là kẻ sĩ đối với tình hình của đất nước. Cho nên cái câu chuyện như hồi anh nói là cái chuyện thằng nhỏ, nó là thằng nhỏ ở Sydney đó, nó là cái cơ hội để cho chúng ta đâu đó nhận diện ra được ta, bạn và thù, nhận diện ra được đâu là chính nghĩa, nhận diện ra đâu là con đường mà chúng ta phải đi, đâu là vũ khí mà chúng ta phải nhắm vào, phải cầm vào, và đâu là bạn của chúng ta. Đó. Cái gọi là các ông các bà dân chủ và những người gọi là loe ngoe chạy theo dân chủ, giống như là một số những cái nick Facebook của những người kỹ sư là hình như ông Đỗ Thành gì đó ở Pháp, ở Paris mới chạy lên, nó là một sự nhố nhăng. Thực ra đó là tôi là người từng đấu tranh tại Paris từ những năm 1984, chưa bỏ một giai đoạn nào cả. Và cái anh chàng đó đối với tôi đó là anh ta có thể nói xa nói vời hoặc là gọi ai đó, tức là dẫu là ông ta hơn tôi cả gần chục tuổi đầu, ông ta nói là ông ta là người đấu tranh, ông nhân danh ông là người dân chủ, người đấu tranh thế này kia, có thể xưng ra với ai, sao xưng ra với tôi được. Mấy cái người đó thì bây giờ mình thấy rõ bộ mặt của họ, nên chắc lẽ mình không bao giờ mình có thể mà gọi là hợp tác chung với họ, và ngay cả nói chuyện với họ mình cũng nói chuyện được. Đó là cái hiện tượng tôi gọi là tà pí lù, hồ lốn tại hải ngoại. Ai cũng có thể đứng lên để xác định tôi là một người, tức là vỗ ngực đùng đùng đùng, tôi là người đấu tranh.
để có thể phun ra được rất nhiều thứ. Đâu có phải là anh là ông kỹ sư là đương nhiên anh có thể đứng lên anh nói là tôi là người đấu tranh 5 năm, 10 năm, hay là thậm chí lôi kéo cả chân cả cẳng của ông Trần Văn Bá. Và ông Trần Văn Bá là một cái hiện tượng tôi gọi là hiện tượng rất oan uổng. Một lô một lớp cứ à là tao là bạn Trần Văn Bá, tao là người từng chung với Trần Văn Bá. Tôi nghĩ là mẹ Trần Văn Bá mà linh cũng đã gãy mỏ những mấy thằng này. Thì hẳn nhiên là anh Thành, tại vì những cái người mà nói là tiến sĩ, kỹ sư thì họ là được cái may mắn là họ có cái sự cái trí thông minh để mà họ được có bằng cấp như vậy bên Pháp. Nhưng mà họ học cái đó là để chỉ họ là cái vấn đề sinh nhai thôi. Thì cái vấn đề sinh nhai của họ thật ra mình sống bên này mình không cần, không có đếm xỉa tới. Nhưng mà cái bệnh lớn của người Việt Nam của mình đó, phần đông là những người Việt Nam của mình thường nhìn vào một người đấu tranh đó là người đã phải có bằng cấp. Phải có bằng cấp, phải có học thức, kiến thức là mới có thể đứng ra đấu tranh. Ví dụ nói bằng luật sư Trần Kiều Ngọc mình nghe là mình thấy cũng giỏi rồi, thấy không? Đó. Rồi bây giờ kỹ sư Đỗ Thành hay là ông tiến sĩ Nguyễn Gia Kiệm này kia đó, mình nói đó thì đó là và họ đều đang là những người mạt sát lá cờ vàng. Mạt sát những người cầm lá cờ vàng xuất hiện trong những cuộc biểu tình tại Mỹ trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ là chỉ chừng 4 đến 5 tháng nữa thôi, tất cả những người đó là gọi là đứa mỏ hết, không có mở miệng ra được. Lúc đó là cái lúc mà chính nghĩa và đất nước, thật sự những người Việt Nam còn sống phải tri ân những người mang lá cờ vàng xuất hiện trong những cuộc biểu tình. Cũng như mình nói dòm lại, vậy chị Cấn Thị Thiêu đi, chị học được cái gì? Cái trình độ học có như thế nào? Chị có người lương dân giàu, chị có phải là tiến sĩ, kỹ sư hay bác sĩ không có. Nhưng mà chỉ có là một cái tinh thần đấu tranh thì nó giữa, nếu mình so sánh như chị Cấn Thị Thiêu với những cái ông bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ hay luật sư gì đó, mình thấy thật ra đối với họ không có một cái giá trị gì so sánh gì đâu. Không, mình không có thể nào so sánh họ với chị Cấn Thị Thiêu. Tại vì họ là không có những cái người gọi là không có giá trị của con người đó. Mình nếu mình chưa xài tới cái chữ họ không phải là con người. Chưa dám xài tới chữ đó, nhưng mà là họ không có giá trị để làm người. Trên này có anh Trần Vũ Anh Bình có mang lên đây là sau biến cố 30/4/75 đến năm 2000 là các cha chú đi tù cộng sản rất khổ. Đây là các cha chú và các cha, tôi xin ngắt ra, tức là các cha chú, tức là anh coi là bậc, gọi là bậc cha chú đó. Thì vâng, cảm ơn anh Bình, quả thực là hết sức là khổ. Hồi nãy ông Nam Phương ông có nói đến cái bí danh H2 của ông làm cho tôi nhớ đến cái chuyện H2 sắn mì gọi là củ mì đó. Là từ cái giai đoạn đầu H34 đó, cái giai đoạn đầu tôi bị đi tù 2 lần, lần nào cũng thê thảm hết, nhưng mà lần thứ hai thì nó bớt hơn, tại vì nhất là ở miền Nam, lúc còn ở miền Nam ấy, tôi có kể một lần đó là các cha, lúc đó là tôi cùng với thầy Mai Đắc Trương, thầy Mai Đắc Trương là người của dòng Đồng Công cùng với cha Hiếu, cha Nguyễn Văn Hiếu của dòng Đồng Công ở trong trại tù A20, lúc bây giờ đó là có hai vị linh mục, hai vị tu sĩ của dòng Đồng Công. Thì thầy Mai Đắc Trương là cái người hết sức là đặc biệt, rất giống với thầy Tuệ Sĩ, là đi thăm ông ấy, là nhà dòng cho người đi thăm ấy, là đồ nhiều lắm, kéo cái xe gọi là xe cải tiến đi vào, mỗi lần đi thăm là đi vào trại là 2 xe cải tiến chứ không phải 1 xe. Tức là những người cán bộ mà họ ở trong Nam lâu rồi họ cũng bị ảnh hưởng, tức là họ biết tôn trọng những cái sự chia sẻ lẫn nhau của những người tù, cho nên nó khác với ở miền Bắc. Ở miền Bắc là không cho chia sẻ. Tôi ra ngoài miền Bắc là cái người có mà chia cho người kia đó là cũng bị phạt. Cho nên thầy, đặc biệt là thầy Tuệ Sĩ với thầy Mai Đắc Trương là kéo mỗi lần thăm nuôi đó, là kéo 2 cái xe cải tiến vào, toàn đồ ăn thôi, đồ khô, đồ ăn thôi. Khi mà nói như vậy đó thì em thấy cái khi mình là một người tu sĩ hoặc là một người linh mục mà ở tù đó, thì rất được nhiều sự ủng hộ của những người gọi là phía bên Công giáo hoặc bên Phật giáo. Đó thì cái vai trò của những người tu sĩ hoặc linh mục đó, đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề tâm linh của người dân Việt Nam của chúng ta. Quan trọng lắm chứ anh. Quan trọng lắm chứ anh.
Tuy nhiên nó cũng cần phải phải xác định là dù là ông tu nhưng mà ông sống và ông loạn quạng ở trong tù đó, là ông cũng thì đó ông bị người ta không nhìn thấy ông luôn. Ở trong trại tù A20 Xuân Phước thời đó là tôi ở chung với có 3 vị linh mục. Một vị linh mục bây giờ là giám mục rồi. Tức là sau khi ra tù ra tù khoảng năm 94 đó, 94 95. Bây giờ là giám mục. Giám mục ở bên ngoài. Mà ông đó là ông ở Vĩnh Long, ông ở địa phận Vĩnh Long. Thì đó là một cái ông linh mục mà bị quên lãng. Vì nhiều lý do, có thể là ông có những cái tính toán âm thầm của ông thì tôi không biết. Nhưng tù đó là tức là anh em tù đó đối với thầy Mai Đắc Chương, là thầy Mai Đắc Chương mà bị ho một cái đó là bao nhiêu người xôn xao, tức là cả vài trăm tù xôn xao, tại họ thương, họ thương ông Tuệ Sĩ cũng vậy. Thầy Tuệ Sĩ mà bị ho một cái là cả buồng rúng động. Đó là người thương vô cùng. Nhưng những người như ông linh mục tôi vừa kể mà bây giờ đã là giám mục ở một giáo phận ở ngoài phương Bắc ấy, thì anh em tù coi như là zero, coi như nó không có. Cho nên nó tùy ở cái cách sống của cái người linh mục đó, hoặc là ông sư đó ở trong tù là anh sống như thế nào. Anh sống mà anh bị ngã một cái là cả hàng trăm người nhìn thấy ngã là xôn xao nhảy đứng dựng lên để quát người này quát người kia để mà đỡ cái vết bước chân ngã của anh. Còn những người có những người cũng là tu đó mà anh ngã thì kệ anh thôi, người ta không quan tâm. Cái trại tù 20 nó mới đây nó có một cái status chạy rất nhiều tên của các vị linh mục gọi là ở trại 20, nhưng mà tôi biết được đó là rất nhiều những người linh mục là ở những trại khác chứ không phải là chỉ có ở trại 20. Nhưng mà trại 20 nó như là cái lò. Rất nhiều ông bị đến đó rồi sau đó tùy cái độ mài mà ông được đi trại khác. Tức là trại 20 là nóc, cái thời tôi vào trước tới từ tức là từ cái giai đoạn năm 1980 cho tới năm 1995, trại A20 nó là nóc, nó là cực đỉnh, tàn khốc đến cực đỉnh của miền Nam. Cho nên những người nào mà từ trại đó vào trại đó mà 2-3 năm sau mà mềm đi đấy thì người ta cho ra trại khác, tức là những cái trại nhẹ hơn chút xíu. Còn mà vẫn cứng đầu đó thì gọi là miên viễn. Thì khi mà nói về cái câu mà cũng như là những người linh mục bằng những người thầy mà bị tu chỉ có mình thầy Tuệ Sĩ thôi, còn những người mà linh mục mà ở trong tù đó mà không được sự kính trọng của những tù nhân trong tù đó, tại vì họ có một cái hành động người ta không kính nể, nó nghĩa là hành động hèn hạ gì sau lưng mình không biết, nhưng mà người ta không kính nể thì hẳn nhiên khi mình không kính nể họ thì họ là người tu hay người thầy hay ông thánh gì đó mình cũng coi như là dô. Cái đó là những người trong tù họ có một cái nhận thức như vậy, tại vì họ đang đau khổ. Nhưng mà đối với xã hội Việt Nam, anh có nghĩ là người dân Việt Nam mình họ có đủ một cái trình độ để mà nhận thức được, là thấy được là một ông thầy, một linh mục, một ông cha, một ông cao tăng, một hòa thượng gì đó, họ có nhìn thấy rõ được cái bản chất của họ hay không, hay là họ vẫn gọi là mu muội mà đi theo họ một cách gọi là không suy nghĩ? Nó khác nhau nhiều. Cái xã hội bên ngoài Việt Nam mình nó hoàn toàn với khác cái xã hội trong tù. Dạ, khác nhiều. Nó khác rất nhiều. Nên mình nói chính vì cái lý do anh nói như vậy, nó dẫn là mình nói là cái câu gọi là mình hồi nãy mình nói là cái vấn đề đạo tôn giáo đó nó có đóng một vai trò rất quan trọng trong cái xã hội Việt Nam của mình. Nhất là về vấn đề tâm linh, cái sự tin tưởng của người ta vào một tôn giáo. Mà những cái người làm sai đó mà người những người mà đi theo họ mà không thấy được cái họ làm sai mà vẫn còn đi theo đó. Cái đó là một cái thảm họa lớn cho đất nước người ta, mà đó là những chuyện nó đang xảy ra tại Việt Nam. Cũng như mình một thời gian dài mình truyền đạt trong giáo hội thì mình thấy mấy thầy là mình kính nể, nhưng mà một thời gian sau khi mình là dấn thân một chút xíu đi vào trong cái vấn đề mình thấy dân tộc mình đau khổ, mình muốn lên tiếng cho họ, rồi mình khi mình thấy mấy thầy thụ động, bây giờ cái sự kính nể của mình đối với họ không có. Vâng thưa anh, nó có một số chuyện nó khá là, cũng rất cảm ơn anh khi anh gọi ra cái chuyện đó, tại vì cái bối cảnh
mỗi một cái bối cảnh nó làm cho chúng ta có cái điều kiện để chúng ta nhận ra người bạn của chúng ta là sao. Sống ở trong tù nó thực ra nó nói gọi là nôm na chứ, cái cu, cái con cu của mỗi một thằng tù nó to hay nó nhỏ, nó bé hay nó lớn, nó dị dạng như thế nào đó, không giấu gì được. Tại vì trong tù anh đâu có chỗ toilet đâu. Toilet là trống hết, anh ngồi tênh hênh là tức là bên cái chỗ ngồi này bên chỗ ngồi kia nó chỉ có khoảng 50 phân thôi. 50 phân thì khi mà anh mà đằng trước là không có cửa gì hết. Anh ị xuống một cái lỗ, nó rơi xuống một cái thùng ở để có một cái lối ở bên ngoài. Thì tành hình hết, không giấu nhau được cái gì. Cho nên tôi nói tôi thấy bộ bã, tức là tôi nói có những chuyện nó rất là nôm na, nó rất là bộ bã nhưng mà nó dễ hiểu. Tại vì tôi bình dân mà, tôi có người bình dân. Nghĩa là tu hay không tu thì khi mình tháo cái áo ra mình cứ là một con người. Và vào trong tù thằng nào cũng như nhau hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là vào trong tù anh đâu có mặc áo nhà tu được, anh cũng mặc áo tù vậy. Nhưng mà cái khác là khi tôi lấy ví dụ, thí dụ ông Tuệ Sĩ. Ông Tuệ Sĩ là ông ăn ngày có một bữa. Tức là một thời thôi. Và ông ăn như mèo ăn, tức là ăn rất ít. Ông sống bằng cái đầu, ông sống bằng cái khí trời của ông chứ. Thì ông mà đi toilet là anh em nhìn thấy ông đi xuống là người ta nín hết, người ta né ra hết. Để cho trong đó chỉ còn mình ông thôi. Trong cái khu gọi là cái có 4 5 5 cái bệ đó là chỉ có mình ông. Không ai nói với ai hết, tự động là như vậy hết. Thầy Mai Đắc Chương cũng vậy. Trong khi một số ông linh mục các sòng phú. Tức là nó thể hiện ra anh sống ra sao, cái thái độ của anh sống ra sao, cho nên người ta có một cái cơ hội để người ta nhìn ra anh. Trong khi ở ngoài xã hội thì không, ngoài xã hội lúc nào anh cũng thấy là áo vàng áo bạc. Ông linh mục là áo vàng áo bạc, ông thượng tọa, ông đại đức là áo vàng áo bạc. Người ta chỉ nhìn xa thôi, không có cái cơ hội để nhìn gần, không thấy được là cái tâm của ông nó thể hiện như thế nào. Hồi nãy tôi nói đến chuyện là các ông, thí dụ ông thầy Mai Đắc Chương và ông và thầy Tự Sĩ kéo vào là kéo hai xe, nhưng tại sao ông ăn mỗi một bữa ăn của ông ăn như con mèo. Tức là vào tới cái xe, vào tới khu cách ly, khu chính trị là trong vòng một giờ đồng hồ thôi là hàng hóa đi hết, hàng hóa bay hết. Tức là những người nào mà rất nhiều trong tù là rất nhiều người khổ, không có gia đình. Anh không thể là tưởng tượng được có những anh em ra đi ED, những anh em Tây Nguyên 5-6 năm không một lần thăm nuôi. Và họ không có thăm nuôi thì họ ăn gì? Là anh em chia sớt cho nhau được. Nhưng mà đến khi ra ngoài Bắc là không chia được. Tôi những lần tôi chia rúi tiền rúi bạc mà ở ngoài Bắc là đâu phải dễ dàng gì. Anh em tôi có tiền, có ít ai hình dung là tôi đem ra ngoài Bắc, tôi đem vàng đi ra ngoài Bắc. Tức là tôi mổ bẹn của tôi lạch bẹn của tôi ra, cái da bẹn của tôi nhét vàng, dây chuyền vàng vào trong bẹn của tôi. Tức là ông bác sĩ ông Nguyễn Kim Long là ông nhét vàng vào trong bẹn của tôi. Và khi ra tới ở ngoài để mà chuẩn bị, tức là từ ở trại 20 lúc mà chuẩn bị làm cái cú gọi là làm loạn như vậy là các ông nói là tôi là hoặc là chết hoặc là tôi sẽ kiên giam đến muôn đời, đến tắt thở. Thì khi mà hở ra được là phải có cái gì đó sống, mà muốn sống được là phải có tiền, tiền bằng gì? Vàng. Cho nên rạch bẹn cái da bẹn nhét vàng vào trong. Thì ra tại miền Bắc mình moi cái đó mình bán. Tức là ở trại tù nào nó cũng có những cái đường dây cả, những cái đường dây đặc biệt để mà mình có thể luồn lách để mà mình bán được. Tại vì cái đó nó cũng là một cái cách sinh sống của những thằng cán bộ. Thì khi mà gọi là để chia sẻ, thí dụ như cho E-Block là hai người ra đây đi cùng với tụi tôi ra, tức là án trung thân, hai người Tây Nguyên đi ra ngoài phía Bắc. Mẹ mình đau, anh em của mình còn có thăm nuôi, còn có người này người kia chia với nhau. Anh em ra đây họ không có ai hết, họ không có thăm nuôi và thậm chí họ không có ai. Đây là điều chúng ta cần phải nhìn anh em của chúng ta. Chính là những người
chính là những người tù chính trị đó. Nhưng tại sao chúng ta để anh em ra đi, anh em ED, họ cô đơn đến mức độ như vậy. Mỗi một lần tôi dúi được ít tiền cho Iblis là Iblis nó khóc. Tôi nói lại cấm khóc, mẹ khóc là tôi chết. Tức là ở ngoài Bắc nó không như ở trong Nam. Ở trong ai mới còn được chia nhau, chia san sẻ với nhau. Đám cán bộ họ để yên, họ chấp nhận cho cái chuyện chia sẻ lẫn nhau. Cho nên mới có cái chuyện là ông Mai Đắc Trương vào cả hàng hai cái xe, hai xe cút kít, ông Tuệ Sĩ vào hai xe cút kít, tôi vào hai xe cút kít. Nhưng ra miền Bắc là không, ra ngoài miền Bắc tiêu chuẩn của tôi là 11 đô la cho một tháng. Tức là gọi là tiền lưu ký, gọi là tiền mà gia đình của mình gửi vào là tôi có một đống. Tại vì gia đình nó bớt quen cái kiểu giống như là tôi ở A20 thì cứ gửi vào nhiều. Ở trong A20 nó có rất nhiều những thằng tù hình sự đi mua, lên trên căng tin mua chỉ đem tên tôi ra thôi. Thậm chí là cái ông của cái làm của cái căng tin ấy phải chạy xuống tôi gọi anh Thành ơi, đứa nào cũng lấy tên anh ra, đem tên anh ra hù tôi hết. Tôi kêu hù cái gì? Nó nói là nó mua mà tôi biết là làm sao nó có tiền. Nó kêu ghi tên cho ông Thành. Thì, tức là ở trong miền Nam, ở trong phương Nam thoải mái. Nhưng ở miền Bắc là không. Tiền tôi một đống nhưng không được rút ra, cho tôi gọi là tiêu chuẩn quốc tế đối với tôi là 11 đô la trong một tháng. 11 đô la anh em tôi 20 người mua được cái gì? Gọi là mua căng tin đấy, mua giá căng tin là nó đang gấp đôi giá bên ngoài rồi mà mua được cái gì? Cho nên mâm ăn của chúng tôi mà có được vài con cá khô khô sạch á? Không phải, gọi là tôi đã vài con, vài con cá sặc là nhiều lắm, vài con cá sặc là 20 thằng ăn, đó là cá cơm á, cá cơm, là vài con, cho nên tôi là tôi có cái ấn tượng về cá cơm, tức là tôi mê lắm, nó là về con cá cơm. Khi mà tôi kiên giam, tôi bị kiên giam, tôi nhớ lúc đó là hình như là Vũ Đình Thụy, anh Vũ Đình Thụy có thăm nuôi, tôi là khi mà kiên giam là tôi cắt hết mọi quy chế, không có cái gì gọi là được nhận hết. Thì anh Vũ Đình Thụy là còn được, cũng là kiên giam nhưng không cùng như tôi. Và có cái quy chế thăm nuôi. Anh ấy là nghèo, anh là người Phú Yên, nghèo lắm. Nhưng mà được thăm nuôi thì có được 2-3 ký đem vào, 2-3 ký đồ khô. Trong đó là có cá cơm. Mấy anh biết là tôi thèm, tại vì tiêu chuẩn của tôi là tiêu chuẩn thấp nhất trong 12 người bị cùng. Tiêu chuẩn thấp nhất. Tức là tiêu chuẩn 9 ký, chỉ có một ít cơm với một ít rau thôi, còn không có cái gì nữa hết. Thì mấy ông phải mua chuộc cái hai cái thằng gọi là hai cái thằng canh gác của tôi. Hai cái thằng canh gác là nó là tù được ưu đãi để mà canh gác của tôi. Để thứ nhất là ngăn cái chuyện cái chuyện vượt trại đào tường của tụi tôi. Cái thứ hai nữa là khi mà có cán bộ đi vào là tụi nó phải đi kè vào trước, sợ là tôi đánh lại cán bộ. Thì hai thằng nó mẹ to lớn, sao tôi đánh được. Thì nó phải làm như vậy. Thì anh biết không, đây là cái kỷ niệm tôi kể lại với nhau. Tức là mua, các ông mua chuộc kể cả là anh Phạm Minh Dũng. Thế nào anh Phạm Minh Dũng cũng nhớ cái này. Bên này thì chúng ta có sô-cô-la, cái bánh sô-cô-la. Nguyên cái bánh sô-cô-la thì rất là thèm đó. Nhất là ở tù lâu thì cái bánh sô cô la mà vợ tôi đi về Việt Nam thăm, vợ tôi không được anh chờ tôi chút, vợ tôi không được tôi không được quyền thăm nuôi, mà vợ tôi từ Pháp về cùng với đứa con gái của tôi lúc đó là 5 tuổi, họ không cho vào mà họ đem hình và họ ghi âm luôn tiếng con nhỏ ý ai ý eo và cho tôi nghe. Mẹ điên lên được, mẹ mà không cho ra cả. Nhưng mà họ là một cái cách đó, nó thực sự nó thấy tàn ác mà quá tàn ác. Nghĩa là mình biết vợ con mình bên Pháp qua bên đây mà nó không cho thấy gì cho đấy, tàn ác. Để âm thanh của tiếng con nhỏ, con đầu đứa con chẳng hạn không cho thì mình để gì là một cách đối xử rất tàn ác. Thì ừ.
vợ tôi là lúc đó cũng khôn, vợ tôi là người hiền lành, không có khôn ngoan giống như là người khác, nhưng mà le như người khác. Nhưng mà lúc đó không biết ai xúi bà khôn ra, bà, đồ của tôi, đồ gọi là tên tôi là không được nhận gì hết á. Thì bà nói là có mấy cái tên của người khác, trong đó có tên của ông Dũng. Thì bà móc đồ bà đưa sang của ông Dũng, ông Dũng thì được quyền nhận. Thì đem đồ vào cho ông Dũng, ông Dũng cách tôi là 4 cái buồng biệt giam. Thì không có được làm gì mà được chia cho nhau. Tôi là buồng số 1, tức là buồng khủng khiếp đó. Là cho nên ông phải mua chuộc, giống như là anh Vũ Đình Thụy là mua chuộc. Anh Vũ Đình Thụy là mấy con cá khô, mà mấy thằng kia nó đem vòng, nó phải lừa để nó đem được đến phòng của tôi. Mà đến phòng của tôi là nó đâu cầm tay được, nó phải để dưới giá. Tức là cá khô là phải nhét dưới cái con cu của nó để nó tới gần cái phòng của tôi. Ngay cái lúc mà tôi đang ăn cơm đó, là nó móc ra nó ném vào, tức là cái túi nhựa móc nó ném vào, và nó nói ngay phải ăn hết. Tại vì khám phòng là bất cứ lúc nào cũng khám phòng, mà mình thì mình tiếc mẹ một nắm cá khô, nắm cá khô đó là ăn được 10 ngày, tức là mỗi một ngày 3-4 con cá khô, tức là cá khô cá cơm đó. Mỗi một bữa 3-4 con, 5 con là hạnh phúc vô cùng. Mình nghĩ là nắm này là mình ăn được cả 10 ngày, nhưng mà nó kêu không, anh phải ăn hết, anh không ăn hết là anh giết em. Mẹ mình phải ăn hết, mà tháo thấy mẹ đấy, để trời thấy mẹ đấy. Cái chuyện cái sô cô la cũng vậy, cũng là thằng nhỏ phải để trong con cu, tức là phải nhét trong quần của nó đấy. Nhét trong quần của nó, mà nhét trong quần nó phải đi 3-4 vòng giữa trời trưa nắng như vậy. Đấy, nó đưa cho nó đưa cho tôi là nó chảy mẹ rồi. Bạn nó nhét vào. Ồ, mà phải ăn hết cả một cái miếng yeah. Đó, miếng bự. Yeah. Nó kêu anh mà không ăn hết đó là anh giết em. Mẹ mình ăn xong cũng là mẹ Tào Tháo dí thế mẹ thì chết. Ngồi kể thì thấy cười nhưng mà thật ra nó đau quá. Đau đớn lắm. Là tôi nó còn thâm lắm nha. Yeah. Đồ, tức là có những cái đồ hộp trên phòng, trong chỗ của anh Dũng là lách ở bên trên. Cái vỏ đồ hộp ông Dũng ăn xong á, chúng nó không ném đi đâu ấy, mà nó ném ra ngay cái cửa phòng của tôi. Là tôi nhìn thấy. Và cái một người Tây Nguyên mà chết ở trong cùng luôn á. Đó. Nó lại nó gặp tôi nó mừng quá. Thấy làm livestream lâu quá nó bực cái đó có gì đâu. Thằng này rồi bây giờ. Đó đi. Đó bà. Bực rồi. Cái anh chàng đó là tên là gì? Castum. Castum là to con bự con. Castum họ nhốt Castum vào không phải là vì tội hay là kỷ luật gì cả, nhốt Castum vào để nếu tôi có đục tường thì Castum sẽ báo. Tại Castum lúc đó là làm việc với họ rồi. Cho nên cái quy chế của Castum là quy chế ăn là quy chế 17 kg, trong khi quy chế của tôi là quy chế 9 kg. Khác nhau nhiều lắm ạ. Trong tù quy chế 9 kg và quy chế 17 kg là khác nhau nhiều lắm. Và quy chế 17 kg đó là mỗi một bữa ăn có một con cá khô. Cá tức là bằng hai ngón tay. Bằng hai ngón tay, con cá khô bằng hai ngón tay mỗi bữa. Họ đem vào, họ đem nguyên một chồng như vậy là tôi phải nhìn thấy hết, là tiêu chuẩn của người nào. Thế là nhìn thấy mấy con cá đó là mình thấy trời mây. Thì Castum ông mới nhìn thấy, mà ông đâu có biết là cái đó nó không phải của tôi. Cái đó là bên phòng ông Dũng, mà bên phòng ông Dũng là cách tôi đến 5 phòng, cách 4 phòng mới đến phòng Dũng, tức là phòng thứ 5. Không thể nào chuyển cho nhau được, không thể nào ném cho nhau được, tại vì tường sân ghê gớm, không thể nào cắt được. Thì Castum là nghĩ rằng là tôi có được tiêu chuẩn ăn là đồ hộp thế này thế kia đó. Cho nên ông oán tôi khủng khiếp đó. Một lần cũng tại vì hai bên cách nhau chỉ bức tường thôi, thì ông nói là anh Thành cho tôi hộp. Trời đất ơi, mình nói sao bây giờ?
Thì tôi nói là tôi đâu có đâu, quy chế ăn của tôi là quy chế có một nửa anh à, quy chế tôi là quy chế chín ký, tôi đâu có cái gì đâu. Thì lúc đó ca sư tôi nói là địt mẹ, ông nói cái chữ này. Castum tức là người Tây Nguyên mà dùng cái chữ địt mẹ có mà không có chia cho người khác. Mẹ cái câu này nó tôi nghĩ nó theo tôi suốt đời. Thâm đúng không? Rất là thâm độc. Nó lan man quá các anh chị em. Dạ, hôm nay anh Thành nó nói chuyện hơi lan man nhiều, hỏi mấy câu ông Thành trả lời đó nhỉ. Trần Vũ Anh Bình, anh Lê Thụ lúc trước có kể cho em, anh ấy đã ở Sơn Phước, nghe kể nơi đây đúng là địa ngục trần gian. Ok anh Trần Vũ Anh Bình. Anh Lê Thụ nguyên là trung úy của Thiết Giáp, và ông ấy, lúc mà ra tòa năm 78 hay sao đấy, ở Sài Gòn ấy, là ông là một tay thứ thiệt. Ông này là tòa tuyên án là ông Việt Nam Cộng Hòa muôn năm là ông này này, ông Lê Thụ. Mà thử hỏi, cái năm đó là năm 78 nha, mà dám Việt Nam Cộng Hòa muôn năm ở ngay tòa. Những cái chuyện này đâu có mấy ai biết. Đó là ông Lê Thụ. Anh Thụ ra trại Sơn Phước là bị đầy từ trại hình như là trại Hàm Tân hay trại Xuân Lộc, tức là cùng đưa ông, tức là gọi là thành phần thứ thiệt của các trại ở dưới, tức là trại Xuân Lộc và Hàm Tân, là đẩy lên cái trại tận cùng này, thì là cùng ông, cùng đi, mà trên đường ông gỡ được cùng của ông Lê Thụ này. Ông Lê Thụ với một người đó tên là Sĩ. Một người Sĩ tên là Sĩ. Ông Sĩ đó là ở miền Tây. Ông Sĩ đó hình như là người An Giang. Người tôi nghĩ chắc là có liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo. Thì hai người cậy ra được chạy. Thế là chạy ra khỏi xe. Bị dí bắt lại. Ồ, đánh nhiều thê thảm. Rồi đưa lên trại như này là ông này cái tuổi cùng ở ai ngôi Sơn Phước, nó có một số người anh em gọi là cổ thụ, đại thụ, đại thụ cùm. Ông này là một trong những người đó. Tức là những người này họ bị cùm, nó không phải là cùm 5-3 tháng giống như tôi. Mà mấy người này là cùm gọi là tính bằng năm. Ở trại A20 Sơn Phước, trên Facebook bây giờ đó là có anh Thụ này, có ông Nguyễn Thành này. Ông Nguyễn Thành ngày trước là thiếu úy hay trung úy của cảnh sát, có ông Trung Lai đó, có Hoàng Xuân Trinh, những người này là những người gọi là cùng kinh niên, tức là cùng mấy năm liền. Cái quy chế dành cho những người này là phi quy chế, gọi là đại cụ, tức là đại thụ cùng. Ông Thụ, ông Lê Thụ này là đại thụ cùng, nhạc sĩ nha. Nhạc rất hay. Vâng, Trần Vũ Anh Bình, ông này ông là đại thụ cùng đó, ông Lê Thụ ông là đại thụ đó. Nghe nói ông đang bị bệnh, ông đang bị gãy chân hay sao đó. Vâng, Trần Vũ Anh Bình chia sẻ lương thực ở trong tù đó là luật bất thành văn rồi anh. Nhưng mà này là chỉ có ở phương Nam thôi. Tức là cái thời của anh là ở phương Nam được chia cho nhau, còn ra ngoài Bắc là không có được chia. Còn bây giờ, tức là sau năm 2000 thì anh không biết, anh có cảm giác là không được chia nữa ở cả phương Nam. Tại vì anh thấy là mấy người cũng khá là, tại vì cái trại ở mấy người của con của chị Huỳnh Nghĩa là được chia nhau mà. Tức là ở trại gì đó, trại An Phước là được chia nhau. Được chia cho nhau. Còn ra ngoài Bắc là không, ra ngoài Bắc cấp chỉ. Anh Bình mới giờ nói là anh Thụ bây giờ cũng yếu rồi. Đúng rồi. Vậy là anh Thụ năm nay nhiêu tuổi? Anh là trung úy năm 75. Năm nay cũng gần. Mà trung úy là trung úy Thiết Giáp. Bây giờ là tức là trung năm 75 mà là trung úy thì ít nhất anh phải sinh năm 1950.
50 tới ngày nay nhiêu? 7 mấy rồi nhiêu? 73, 73, 74 rồi các bạn. Dạ. Dạ. Và những người đi tù như vậy mà sống được tới giờ này là cũng còn rất 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 mạnh. Ồ. Thường mình thấy họ. Ồ, chí khí của mấy ông này, mấy ông này thành thần rồi anh ơi. Dạ. Vô gô. Trần Vũ Anh Bình. Chữ này. Mấy cái chữ của tù. Còn có măng nào nữa để mình trao đổi hay không? Anh Sơn Bùi, anh nói đang nghe các anh nói chuyện tù cộng sản vừa đau mà vừa khâm phục. Vâng, thưa cảm ơn các anh. Chúng ta đau nỗi đau chung, chứ còn khâm phục thì cũng không nên, chẳng có gì là khâm phục cả. Tại vì vào trong cái hoàn cảnh nó phải như vậy thôi. Hồi nãy nói đến chuyện ngay như chuyện thầy tệ sĩ đó, là ít người biết cái chuyện là thầy tệ sĩ là rất là sợ tắm. Tại vì thực ra là thầy có dư gì đâu, thầy chỉ có thiền đấy thôi, nhưng mà đi tắm là đặc biệt là có hai người ảnh hưởng để có thể đưa tới gần như bồng ngỗng đi tắm. Trong đó có một ông biệt kích, cựu biệt kích rất thân đối với tôi, Hoàng Đình Mỹ, là mỗi một lần đi tắm là phải phải ép thầy tự sĩ đi ra giếng. Giếng cái giếng đó là giếng tịnh, tức là giếng ở dưới khu bếp đó là vắng lắm. Là múc nước tắm cho thầy. Thầy ngồi ông thật thiện, ông Phật, ông Thiền, là ai làm thì cũng làm, nhưng mà ông đó ông không thích đâu. Đó, thì nói đến cái cảnh đó, ở cái khu giếng đó, thì lại nói đến một ông linh mục hết sức đặc biệt, đó là ông Nguyễn Văn Vàng. Ông Nguyễn Văn Vàng, ông bị nhốt, ông bị cùm, đói khát đến cái mức độ mà ông mất luôn cái ý chí của ông đó. Tức là ông loạn, mà tụi nó thâm lắm. Tụi cán bộ trung ương chỉ xuống là phải làm sao làm mất cái tư thế của ông đi, cho nên phải làm sao ông cực đói. Khi mà cực đói ở trong cùng biệt giam ấy, đói quá ông đi ra ngoài ông vơ cái gì ăn được ông vơ, tức là mấy cái lá cây dâm bụt trong kiên giam, trong cùng ra ngoài mà thấy lá dâm bụt là hái ăn ngay. Dâm bụt là cái gì? Là một cái lá cây, một lá cái loại nó gọi là lá dâm bụt. Cái loại dâm bụt là tiếng của người miền Bắc gọi là lá dâm bụt. Tôi cũng không hiểu tại sao gọi là lá dâm bụt, nhưng nó là một cái loại cây để làm hàng rào, và nó mọc rất nhanh, cắm cây xuống, cắm cành xuống cũng lên được, và nó mọc rất lâu, nó giữ rất lâu, và nó có hoa, bông hoa đỏ đỏ. Bông hoa đỏ nó như là cái chùm chuông, và là hoa dâm bụt. Thì trong tù thì nó có một cái dãy từ ở trong cái khu kiên giam đi ra ngoài đó là dừa, ở trên là dừa, ở dưới là mấy cái hàng cây đó là ông cha Vàng, đó là ông vơ, ông nhét vào mồm ông. Rồi thì có một hai lần đó là ông chia tay, ông xin tù đi qua đó, tại vì lúc đó là phơi ghẻ, ông ghẻ quá, thì nó thả ông ra cho ông phơi nắng. Ông phơi nắng thì mấy anh em mình tù đi qua thì ông chia tay, ông xin. Lúc đó là anh tù thì chỉ có quy chế ăn là H34, tức là củ mì đó. Củ mì nó mài. Có anh Hoàng Kỳ đã nói là cái đó nó hoa đẹp và lá nó nhân nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn Hoàng Kỳ. Nhà tôi là chung quanh nhà tôi là này không. thì nó cố ý nó làm cho người tù nó mất tinh thần, mất cái nhìn cao đẹp về ông Vàng. Bởi vì ông Vàng ông chia tay, ông xin đói quá mà. Thì nó thành một cái câu chuyện được lan tỏa rằng ông Vàng, ông cha gọi trong đó gọi là bố, ông bố vào ông chia tay, ông xin tù cả. Và nó sử dụng những người xấu, những người tính tình xấu đó, đem cái câu chuyện đi
đi khắp các trại tù này, các trại kia để nói về ông Nguyễn Văn Vàng. Thì đó, cái giếng đó, cái khu giếng đó, cái giếng đó là cái giếng mà hai ông, đối với tôi là ấn tượng, nó là ông cùng những câu chuyện của ông Nguyễn Văn Vàng và những câu chuyện của ông Tuệ Sĩ tắm, là một ông biệt kích công giáo tắm cho ông tu sĩ Phật giáo. Lúc đó là không có ranh giới nữa. Đúng rồi. Lúc đó không còn ranh giới. À, cũng tiện nói luôn đó là cái hài cốt của những người bị tù ở A20 Xuân Phước là gọi là bí mật nhà nước, không được quyền đem ra. Nhưng khi mà tôi vào đó là tôi có phối hợp cùng với anh Hoàng Đình Mỹ để đào cốt của Linh Mục Vàng. Tức là rất là lén lút để tổ chức đêm đào cốt của Linh Mục Vàng. Nhưng khi mà đào cái mộ đó lên thì không còn cốt. Có người khác lấy rồi. Anh em khác đã đào rồi. Và bây giờ đó, các anh chị em nào muốn viếng cốt, hài cốt của Linh Mục Nguyễn Văn Vàng thì đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, nhà thờ Kỳ Đồng và dòng Chúa Cứu Thế có một cái ô để cốt của vị thầy, tôi gọi là vị thầy, tôi các vị linh mục mà tôi gọi là tôi tôn thờ đó là tôi gọi là thầy, tôi không gọi là cha. Thì cốt của ông thầy của tôi, ông thầy Nguyễn Văn Vàng là nằm trong đó. Thì đó, chúng ta trong cái thời gian mà anh ở trong tù đó, anh có một cái nhận xét rõ ràng hơn về vấn đề tôn giáo giữa Phật giáo và Công giáo. Không có biên giới. Thì không có biên giới, rồi mới nhìn rõ ra được cái chất thật, cái bản tính thật của những cái người mà bị tù. Yeah. Rồi khi mà anh ra khỏi tù cho tới ngày bây giờ, tới ngày hôm nay đó, anh nhìn vào một người thầy đi tu tại Việt Nam hay tại hải ngoại, hay một người linh mục tại Việt Nam hay ngoài. Cái nhìn của anh thấy như thế nào? Anh có nhìn thấy rõ là anh có thể nhận xét ra được cái hành động của họ hay không? Đó là cái sự kính nể của anh đối như nào đối với người ta? Đối với những người mà nói là anh không kính nể đó, thì anh thấy như thế nào? Lý do tại sao anh không kính nể? Đối với tôi đó, tôi phân biệt nó khá là rạch ròi cái chữ đạo lý và đạo giáo. Đối với tôi, đạo giáo nó là cái niềm tin riêng của mỗi một tập hợp con người nào đó. Còn đạo lý nó là một cái nền tảng chung về lương tâm, về con người, tức là giá trị lương tâm của con người. Tôi coi đó là cái nền tảng đạo lý, tức là nó chung. Chúng ta có thể có những bất đồng về cái đạo giáo, tức là về cái niềm tin riêng của chúng ta. Nhưng chúng ta có một cái chung, đó là đạo lý lương tâm, đạo lý của dân tộc, đạo lý của nhân văn, của nhân bản. Thì đó gọi là cái chung. Đối với tôi không kính phục được là bởi vì có nhiều người đã cố lầm lẫn cái lĩnh vực đạo lý và đạo giáo, đem cái đạo giáo lên trên cái đạo lý. Tức là luôn luôn nghĩ rằng cái đạo giáo của mình nó là nhất, và anh luôn luôn là về đạo lý là chỉ có tôi đúng, đạo của anh là sao, đạo của anh là tà đạo. Tất cả những cái đó nó làm ra mầm mống của những sự chia rẽ. Và những vị lãnh đạo ở các tôn giáo, trong ở tôn giáo tức là đạo giáo, trong những đạo giáo riêng của mình đã vô tình tạo ra những sự chia rẽ cho cộng đồng của dân tộc. Và tôi không kính trọng được các vị. Đó là cái thảm họa của đất nước Việt Nam của mình từ chính xác đó tới bây giờ. Chính xác. Có một câu hỏi này, mình nghĩ có khi nào nghĩ là có thể là mình chỉ là một thí dụ. Yeah. Đất nước Việt Nam mình một ngày nào đó tự nhiên cộng sản nó bây giờ cấm tuyệt đối không cho sinh hoạt về tôn giáo, anh nghĩ cái sự phản ứng của người Việt Nam của mình như thế nào? Anh nghĩ chuyện đó nó có thể xảy ra. Một thí dụ cũng có thể xảy ra, cũng là một thí dụ mà mình có, nó tất cả cái gì nó cũng có thể xảy ra. Dạo giờ tụi cộng sản nó ngày mai nè, chùa chiền dẹp hết, nhà thờ dẹp hết, tôi không cho hoạt động tôn giáo.
thì anh nghĩ cái sự phản ứng của người Việt Nam mình trong xứ nó sẽ như thế nào? Quả thực là câu hỏi này nó rất là khó đối với tôi. Tại vì tôi chưa bao giờ hình dung chuyện đó cả. Và tôi tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tại sao không? Kẻ thù một khi đã nhận ra được giá trị của đạo giáo và đã lèo lái được các đạo giáo theo ý đồ của họ thì nó trở thành một cái thứ vũ khí bảo vệ họ rất tốt, cực tốt. Nghĩa tại là, sao họ phải bỏ cái vũ khí đó đi? Nghĩa là từ năm 1963 cho tới bây giờ, hay là trước đó nữa? Năm 1963, tức là nói như vậy lại phải chia đôi đất nước tiếp tục. Đúng rồi. Đó là cái giai đoạn từ năm 1954. Nhưng mà khoảng bây giờ nó bây giờ mình khoan đi đó, nó tạm thôi, mình đi đó nó đi sâu lắm nha, nó hỏi về nhà luôn. Nghĩa là bây giờ anh thí dụ mình họ cấm đi. Họ cấm đi. Cái người Việt Nam của mình anh nghĩ là họ có nghĩ là họ biết là họ đã bị mất đạo hay không? Mất luôn cái đạo lý của con người đó, đừng có nói mất đạo giác. Cái người Việt Nam mình có biết là mình đã bị mất chứ? Hay là bây giờ cái vấn đề cộng sản nó nói là tôi cấm nó đi. Không sao, mày cấm không cho sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt về công giáo hay Phật giáo con không thành vấn đề, tại sao con có đạo gì đâu mà có. Cực kỳ là khó. Cái điều anh gọi là cực kỳ là khó. Thứ nhất là tôi chưa bao giờ hình dung. Cái thứ hai đó là tôi nghĩ rằng không bao giờ nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ mình đặt vấn đề là nó sẽ xảy ra. Nó xảy ra thì thì nếu nó xảy ra đó thì nó tùy thuộc vào hàng ngũ lãnh đạo. Cái nhược điểm của người Việt Nam mình đó là nhìn vào ông hòa thượng, nhìn vào ông thượng tọa là toàn là một màu vàng chói lòa. Cái gì của ông ấy cũng đúng. Ông đi đái cũng đẹp. Các ông linh mục người ta chỉ nhìn vào cái sự sặc sỡ, cái tấm áo của ông linh mục ở trên tòa giảng thôi. Người ta không hề nhìn ra những cái chuyện khác và người ta luôn luôn nhìn rằng ông linh mục là đại diện Chúa, đại diện ông Giê-xu, và vì thế luôn luôn ông linh mục đúng. Trong khi ông linh mục đâu phải là lúc nào cũng đúng đâu. Họ cũng nhìn vào một ông bà thượng, ông cao tăng cũng vậy thôi. Dạ. Y chang. Nghĩa là như vậy. Thì bây giờ thí dụ mình nói đặt trường hợp nó cấm ra đi thì mấy ông linh mục mới coi đó không sao đâu con. Chính xác. Không sao đâu. Bây giờ nó cấm thì mình không sinh hoạt được thôi. Chính xác. Đó thì dân mình cũng phải nghe thôi. Tại vì tại sao dân mình nghe? Không phải là phải nghe mà là tự nguyện nghe. Tự nguyện nghe. Bởi vì cái đầu đã bị lấy mất rồi. Rồi. Thì cái ý của mình muốn nói đó là dân tộc mình đó đã bị mất cái đầu, mất cái đầu rồi. Chính xác. Nếu mà chuyện nó xảy ra dân mình sẽ không có phản ứng, tại vì mình vẫn phải nghe những cái lời của những ông linh mục mà gọi là hoạt động cho cộng sản, những ông thầy tu mà hoạt động cho cộng sản, bị hoạt động cho cộng sản chứ không phải là tự nguyện. Tôi không nghĩ là có nhiều người tự nguyện hoạt động cho cộng sản mà là bị phải hoạt động cho cộng sản. Thì đó là mình nghĩa là mình nhìn rõ là dân Việt Nam mình nó đã bị mất đi, cũng như nó mất đi cái đầu đó, mất đi được cái sự nhận xét giữa cái xấu và cái hay và cái đẹp đó. Đúng rồi, tại vì động lực của đấu tranh là chính nghĩa. Và sức mạnh của đấu tranh là sự hy sinh. Sự hy sinh cho chính nghĩa. Khi mà cái động lực chúng ta không có, chính nghĩa chúng ta không nhận ra thì làm sao chúng ta có sự hy sinh. Cho nên thằng cộng sản nó đang ngồi nó vỗ đùi. Vì thế mà cho tới khi mà anh gợi ra cái câu nói là nếu như thằng cộng sản nó cấm đạo thì tôi lại là ngạc nhiên tại sao anh lại hỏi tôi ra cái chuyện đó. Bởi vì chúng nó nắm được tôn giáo, chúng nó nắm được tôn giáo rồi thì dạy gì, nó đã trở thành cái thứ vũ khí bảo vệ chúng nó rồi, tại sao nó lại bỏ? Rồi nói anh thử, người Việt Nam mình hẳn nhiên bây giờ không phải mình dám nói là hết 100% những người mà có tôn giáo đó, bao nhiêu phần trăm là thấy rõ cái đó là cái nhược điểm của mình, nghĩa là mình bị lôi cuốn vào trong cái sự cuồng tín về tôn giáo nhiều quá mà bây giờ mình không có một cái hành động nào khác. Không ai dám nói. Khoảng 7-8%. Chỉ có 7-8% là họ nhận thấy được. Chính xác. Nhận xét được thôi. Còn bao nhiêu là kể như mình nói thầy chữ ngu. Ngu muội. Không, vô minh. Vô minh thì đúng rồi. Chữ vô minh. Nhưng mà tôi vẫn còn tin tưởng về thần linh. Thần linh chung. Thần linh của đất Việt. Cho tới giờ này đối với tôi đó là
là tôi không có còn phân biệt là ông Giê-xu là ông duy nhất, là ông Chúa duy nhất, tất cả mọi thứ khác đều là tà đạo đó. Tôi là người Công giáo, đâu tôi giờ tôi không nhìn cái chuyện đó, mà là thần Phật Chúa là những đấng quyền năng, là sức mạnh của tâm linh, ta phải biết tôn trọng. Bởi vì mỗi một vùng lãnh thổ thì thổ nhưỡng cũng như là văn hóa của mỗi nơi, mỗi một cộng đồng đều hình thành một vị thần nào đó khác nhau, nhưng cái căn bản của các vị thần là chân thiện mỹ. Khi chúng ta nhìn ra cái giá trị của chân thiện mỹ thì ông thần đó tại sao ông xiển dương ông ta bảo vệ chân thiện mỹ, thì ông thần của mình cũng bảo vệ chân thiện mỹ, thì họ là anh em với nhau. Chứ tại sao chúng ta lại phải phân biệt, tại sao chúng ta lại phải cố gắng rằng xé rằng tao mới là đúng mà mày là sai, Phạm Văn Thành mới là đúng mà mình cũng phải là sai. Cái chuyện đó là chúng ta đã bị trôi nổi vào trong những sự dẫn dụ của những quyền lợi của các thế quyền đã lợi dụng thần quyền. Công giáo đã từng bị như vậy, Phật giáo cũng đã từng bị như vậy, tức là phải làm sao để cho cái nhà thờ này thật là đông con chiên. Và muốn đông con chiên thì con chiên đừng có nghe ai khác hết. Đừng có nghe cái bọn chính trị, đừng có, tức là nếu mà nghe cái bọn chính trị thì lại, đặc biệt ở hải ngoại thì làm sao mà có đông con chiên, có đông con cừu đến với mình nữa. Tại vì con cừu của mình nó sẽ đi tham gia những cái chuyện chính trị, tại vì một tuần thì chỉ có được ngày nghỉ, ngày Chủ nhật đi với nhau chẳng hạn, là tụ họp người Việt Nam thôi. Thì người ta sẽ chọn lựa là đi nhà thờ hay là đi chùa, thì chỉ có nói chuyện, chỉ có đọc kinh với Chúa với Phật thôi. Thì trong cái chuyện mà nói chuyện với Chúa với Phật thì ở nhà người ta cũng nói được. Nhưng mà để mà nói chuyện với những người Việt Nam với nhau, về tranh đấu với nhau thì phải gặp nhau. Vì thế mà các chùa sợ các cái sinh hoạt chính trị của người Việt Nam. Các cái chùa Việt Nam là sợ, các cái nhà thờ Việt Nam cũng sợ. Ở đây có chị Nguyễn Thanh Nga. Chị Nguyễn Thanh Nga, welcome back ha chị ha. Lâu quá bị tụi Facebook nó cầm chân đó nha. Nói nhiều quá mà nó cúp chị luôn. Chị có nói là người Việt Nam không biết là đạo lý đã bị mất. Họ đã bị Cộng sản dẫn dắt tín ngưỡng trở thành mê muội rồi. Cho nên họ không biết là thực tế đạo lý đã bị mất. Cái đó là cái comment của chị Nga. Dạ rất chính xác. Cảm ơn chị Nga rất nhiều. Khi mà nói tới gì vấn đề mà những cái sự sinh hoạt về tôn giáo tại hải ngoại, thì với những cái sự trao đổi mình biết đó, thì cũng như một người Phật tử có tinh thần đấu tranh, nó khác với chùa Khánh Anh. Tại chùa Khánh Anh là duy nhất một ngôi chùa bên Pháp mà có đặt tượng đài của truyền nhân với một cái hình dạng là lá cờ vàng và sọc đỏ, và lúc nào cũng có lá cờ vàng và sọc đỏ treo. Nên khi mà anh vào đó nói chuyện nó chuyện dễ hơn, tại vì nó đang nằm trước mặt mình đúng đó. Còn trong những ngôi chùa khác thì không có cái chuyện đó. Nên khi mà dù cho những người điển hình nhất là bên tại Đức, khi họ vào bên trong chùa mà họ nói với một người chủ trì, nói về vấn đề đấu tranh, những cái sự ủng hộ của thầy cho tinh thần đấu tranh của con, thì sao họ bị gọi tách liền. Nghĩa là chùa là một cái nơi thanh tịnh, chùa không phải là một cái nơi để làm chính trị. Nhưng mà cái đó là một cái hành động là mình ghét nhất những ông thầy họ nói những cái câu đó. Tại vì cái khi mà ông thầy cũng đi tu đó là ông phải thọ những cái giới, mình nói là cái giới đầu tiên là năm giới của một người Phật tử, sau đó họ đi tới cái giới là Bồ Tát giới, là họ phải hy sinh cái bản thân của họ đó, cái thân xác của họ đó cho báo tánh. Mà khi mà ông đã thành một người thầy tu, một người cao tăng, thành hòa thượng này kia đó, là ông đã thụ tới 250 giới. Mà khi mà họ mà gọi là đứng thờ ơ trước vận mệnh của quốc gia đó, thì mình thấy ông thầy này không phải là ông đi tu, ông không có biết giữ giới của ông, mà ông đi tu và chính vì cho cái quyền lợi riêng của ông, cho một cái ngôi chùa to lớn để mà ông có thể mà tu cho cái bản thân của ông. Mà anh nghĩ họ có tu hoàn thành Phật được hay không? Sao thành Phật được? Cái chuyện đó không, nó xa vời quá đi, nó không có thể làm thật. Vậy có đây là một trong những cái lỗi lầm lớn của những người Việt Nam của mình trong nước và tại hải ngoại về vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo. Mình hãy tìm về cái đạo lý con người của mình đi rồi mà. Cái tôn giáo là cái vấn đề riêng tư của mọi người. Mình thờ Phật, mình thờ Chúa, cái chuyện đó là chuyện riêng tư. Nhưng mà mình không cần phải nhất thiết phải đi vào một ngôi chùa một thiệt là đẹp, thiệt là lớn, hoặc một ngôi nhà thờ thật là to
để mà mình mới có thể tìm được cái tâm linh của mình, có thể tìm được tại nhà. Tại sao người Phật giáo Hòa Hảo họ không cần có chùa? Anh có thấy một ngôi chùa nào của Phật giáo Hòa Hảo tại bên Pháp hay không? Hoàn toàn không có. Mà ngay cả tại Việt Nam, dùng An Giang, Kiên Giang, những lúc họ sinh hoạt là họ sinh hoạt trong những cái nhà riêng của họ thôi. Đó mà họ còn có những cái là họ thực tập về vấn đề tâm linh của họ một cách rất là đơn giản. Và chính vì cái sự đơn giản đó là cái sự mối lo sợ của trụ diệt ở Cộng sản. Mà trong khi đó cái Phật giáo Việt Nam đó làm cái gì nó cũng bành tráng lên, gọi là phải có một, có kiệu, có chuông, có bông, có hoa, đủ thứ chuyện, là làm như là một cái hình thức, như là một cái cinema đóng phim vậy đó. Đó là cái, đó là những cái lỗi lầm của người dân Việt Nam mình đang bị lao đầu vào mà không thấy. Mình không thấy là mình đã bị mất đi cái đạo lý của con người. Nếu mình mất đạo lý con người, bây giờ anh có đạo gì nó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nói gì thì có sẽ có lời sốc có nhiều anh chị em gọi là có đạo về Phật giáo, thì tôi nhìn tôi là nói là tôi là phản đạo, nhưng thật ra đúng gì tôi phản đạo, và tôi cũng không có sợ vì nói gì vấn đề khẩu nghiệp, tại vì tôi nói những gì mà tôi suy nghĩ, những gì tôi thấy thì tôi nói thôi. Vâng, tôi cũng đồng, tôi rất đồng ý với anh về tôn giáo. Nó là đạo giáo. Mỗi một lãnh thổ, mỗi một văn hóa sẽ nảy sinh theo cái nhu cầu tâm linh, yêu cầu tâm linh của mỗi cộng đồng nơi đó, mà sinh ra những cái hoạt động trạng thái tâm linh, sinh ra những vị thần của mình. Thì chúng ta cần phải nhìn là các vị thần, thì giá trị của các tôn giáo là dẫn con người ta đến sự chân thiện. Và cái sự lương thiện đó, nó chính là thiên đàng. Nó nơi cái con đường người ta dẫn đến, nếu có thiên đàng thì nó là thiên đàng. Đó là sự chân thiện. Và thật ra thiên đàng là nó nằm trong cái tâm. Và đúng rồi. Chứ không phải là nằm ở trên đó hoặc địa ngục đó. Nó, thiên đàng hoặc địa ngục là đều nằm trong cái tâm của mình. Khi mình nói tới như vậy đó thì lại có liên tưởng một cái chủ hồi đó mình có nghĩ tới là cũng như anh thấy đất nước Việt Nam ngày hôm nay đó, người dân của mình ăn những cái đồ ăn gọi là rất độc hại. Nghĩa là họ biết họ ăn những đồ ăn đó họ sẽ bị ung thư. Họ biết trong thời gian sau họ sẽ bị bệnh mà họ vẫn ăn. Cũng như là họ nuốt vào những cái lời gọi là tuyên truyền của Đảng Cộng sản qua ngày này qua tháng nọ mà họ không có thèm để ý tới. Và bây giờ nó đã thâm đi sâu vào trong cái tư tưởng của họ, là họ không nhận thức được đó là những cái thuốc độc mà họ đang uống. Cái đó là một cái thảm họa rất lớn của đất nước Việt Nam của mình. Bây giờ làm sao mà mình có nói là làm sao mà dân Việt Nam mình có thể thức tỉnh được để mà thấy rõ những cái chuyện đó đang xảy ra. Thì cái chuyện mà của cô chị mà Cấn Thị Thiêu đó là một trong những điển hình, cái thí dụ điển hình nhất mà chúng ta phải nhìn thấy, cái đó là những cái rõ ràng nhất để người ta phải thấy cái đó là họ là nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái đó là mình thấy đó là trong những cái cuộc trao đổi với anh ngày hôm nay, tại lâu quá không có nói chuyện livestream nên hỏi anh câu anh trả lời tùm lum tà la, chứ thật ra những lần trước là không bao giờ để cho anh thoát mấy cái vụ này. Vâng, tôi nghĩ là chúng ta đi đến một cái câu cuối đi của chị Hương, khi mà chị Hương tại Vixen có gửi cho chúng ta một cái sự gợi ý, đó là tại vì chị nói là chị không thể có mặt trong buổi live stream của chúng ta được, thì chị gửi đến một cái câu hỏi là chúng ta phải làm thế nào đó để chấm dứt cái tình trạng là mỗi một năm thì lại xảy ra cái chuyện là bổn cũ soạn lại. Tức là cái chuyện 30 tháng 4 khóc lóc hay là hờn oán hay là giận hờn gì đó là thể hiện gào thét ra với nhau. Và mỗi một năm thì năm sau, tức là rồi lại tiếp bổn cũ soạn lại nữa. Lại. Thì theo cái kinh nghiệm đấu tranh của anh, hay hoặc là theo cái kinh nghiệm của mình thấy trong những cuộc biểu tình đó, thì người dân của mình nó chỉ coi cái ngày 30 tháng 4 là một cái ngày quốc hận. Tất nhiên đó là một ngày quốc hận, là ngày chúng ta bị mất nước. Thì cái đó là ngày quốc hận, nhưng mà đừng có quên là từ 30 tháng 4 của năm nay cho tới 30 tháng 4 năm sau nó có 365 ngày. Đừng bao giờ để cho mà 364 ngày kia đó không phải là ngày quốc hận. Nó mỗi ngày sống của mình đó, trong ngày hôm nay nó cũng là một ngày quốc hận. Ngày mai nó sẽ là một ngày quốc hận. Đừng bao giờ quên cái đó. Mà nếu mà chúng ta quên đi, chúng ta để mình năm sau, thì cái tinh thần của chúng ta nó sẽ bị xuống. Vì chúng ta bị lôi cuốn về vấn đề mà làm
đi kiếm tiền để mà sống đó. Trong khi cuộc sống của mình đó, thì mình quên đi những cái chuyện đó, rồi mình chỉ nhớ à, tôi nhớ là 30 tháng 4. Nhưng mà mai là cũng còn nhớ, là có nhiều người họ quên hết trơn rồi đó. Nhưng mà cái muốn mà tránh được cái chuyện đó, đó thì mình nghĩ là nó phải tùy thuộc vào cái sự nhìn của những người đấu tranh. Chính là đạo lý. Đó là cái đạo lý của con người. Đừng bao giờ để cho ngày 30 tháng 4 là chỉ có một ngày trong năm mà chúng ta chỉ đi xuống hô hào đã đại cộng sản, mà hãy đã đạo cộng sản mỗi ngày từ trong tâm tư của mình đó. Cho trong trước mỗi ngày cứ đã đạo cộng sản đi thì chúng ta phải có thể thấy là nó sẽ có một sự thay đổi khác. Nghĩa là người ta sẽ nhất tâm đến nào và hãy nhìn vào những cái gì xảy ra tại Việt Nam, những hình ảnh tại Việt Nam để mà chúng ta lấy đó là một cái ví dụ, một cái hình điển hình nhất để mà chúng ta rèn luyện cái tâm linh của mình, rèn luyện cái chính nghĩa của mình để mà mình đấu tranh. Và mình hy vọng là những cái chuyện gì nó đã xảy ra từ tháng 11 bên Mỹ cho tới gần đây ngày 30 tháng 4 là những anh chị em mà đã từng ra đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta mà họ đã bị lèo lái, mình đi lệch đường, mình thấy rõ lệch đường, họ không còn một chính nghĩa đó mà chỉ là đấu tranh riêng cho họ, hãy quay lại với chính nghĩa. Khi mà anh quay lại với chính nghĩa thì chúng ta làm việc lao một cách rất dễ dàng. Không biết anh Thành nghĩ sao về cái câu hỏi của chị Hương vậy? Vâng, lại trở lại cái hồi nãy chúng ta nói chuyện với nhau cái chữ đạo lý. Chúng ta đó thứ nhất phải nhận ra đạo lý của mình. Cái thứ hai đó chúng ta phải tìm ra xây dựng ra được cái đồng minh của chúng ta. Nếu mà chúng ta cuộc đấu tranh ngày hôm nay mà không có đồng minh thì chúng ta chết. Đồng minh mà chúng ta dựa vào Liên Hợp Quốc thì mẹ cắn rái chết. Chúng ta phải tìm ra một thế đồng minh đối với cuộc tranh đấu của chúng ta. Và cái thế đồng minh, những người đồng minh đó họ có mang chính nghĩa giống như chúng ta nghĩ hay không? Nếu chúng ta đồng chung chính nghĩa với những cái lực lượng đồng minh đó thì họ là bạn chúng ta. Và chúng ta phải thể hiện cái bản lĩnh của chúng ta đối với cái đạo lý đó, đạo lý chính nghĩa đó. Ngay cho tới giờ này là chúng ta đang lại phải đặt lại với nhau là cái đạo lý của cuộc tranh đấu của chúng ta ngày hôm nay là gì? Vẫn chưa trả lời được. Rất nhiều tổ chức không trả lời được. Cho nên đó là một cái câu căn bản. Ngày hôm nay chúng ta thảo luận, chúng ta gợi ra với nhau để cho lớp đàn em họ phải tìm ra cái câu trả lời của họ. Chứ không phải là chúng ta trả lời thay cho lớp đàn em của chúng ta. Vâng, trước khi đi qua có những cái câu hỏi khác hoặc những gợi ý khác nữa thôi. Anh Trần Vũ Anh Bình có một cái comment liên quan đến chuyện anh Trần Văn Long nữa. Tôi sẽ không có đi sâu vào chi tiết cái câu có mong của anh Trần Vũ Anh Bình liên quan đến anh Trần Văn Long. Tôi nghĩ rằng ở trại 20 đó, cái cuộc làm cuộc nổi dậy của 20 đó là có 11, 12 người chung nhau làm. Hơn một nửa những người tham gia từ đầu đến cuối là còn ở Sài Gòn, còn ở Việt Nam. Và tất cả mọi người đều đã phải nhìn thấy rằng bản thân tôi chơi với anh em hay chơi với cuộc chơi đó, bao giờ tôi cũng nhận cái thiệt thòi trước hết. Tức là sự thiệt thòi là tôi nhận trước hết. Và tôi chưa bao giờ lạm dụng ai cả. Chưa bao giờ lạm dụng ai cả. Điều này tất cả những người tại 20, những người có trong cái vai trò của cái cuộc nổi dậy trại 20 tháng 10 năm 1994 đó, là tất cả mọi anh em đều đã nhận diện ra hết. Và cái gần như bản tính của tôi đó là không chơi thì thôi, đã chơi với anh em thì chân thành và sống chết với anh em. Và tôi không bao giờ bỏ anh em. Anh em có thể bỏ tôi chứ tôi không bao giờ bỏ anh em. Chỉ trừ cái trường hợp là anh em có vấn đề nào đó về vấn đề tư tưởng. Vậy nhé, tôi sẽ không có đi chi tiết vào trong cái câu trả lời của anh Bình. Bởi vì anh Bình có thể quan sát, có thể hỏi được rất nhiều cái, kể cả là đối với anh Lê Thụ. Đây có chị Hà Sương Khuya. Chị hỏi câu hỏi đó cũng là nỗi trăn trở của em.
chẳng lẽ chúng ta chỉ có một ngày 30 tháng 4 để nhớ, để đau mà để khóc. Và chị Hà Xuân Phi, bây giờ mình hết cách ly rồi đó, bữa nào chị còn bảo chị có nhớ là chị mời anh em chúng tôi uống cà phê nhé. Bữa nào mình sẽ học uống cà phê rồi mình nói chuyện. Mà cà phê làm livestream. Nếu mà chị muốn làm livestream á, chị Hà Xuân Phi. Không, chị không muốn đâu, nhưng mà chúng ta phải bắt buộc. Bắt buộc chị làm thế, cũng như là anh thầy bắt buộc tôi vậy đó. Thôi là chị chuẩn bị tinh thần đi. Thì có anh Jack rằng anh có đưa ra một câu thơ đó là dẫn chẳng siêu cũng đặng thần. Nhớ hai chữ Trung Quốc. Trung nhân, Trung quân, Hải quốc. Cảm ơn anh Jack rất nhiều. Trên này có chị, anh chị Nghi Nguyễn, anh chị có nhắc đến chúng ta về cái câu chuyện của nước Mỹ, câu chuyện của Joe Biden đã gọi là có cái hành vi cướp bóc những cái lá phiếu. Và giờ này thì anh có hình dung rằng cái sự thật đang được phanh phui ra không? Thì mình nghĩ là ngày lúc mà vào đầu tháng 1 đó, mình nghĩ là dân Mỹ họ sẽ có một thái độ rất là quyết liệt nếu mà cái cuộc bầu cử của ông Trump bị thất bại. Nhưng mà sau đó thì nó trở thành như là một cái chuyện không có gì xảy ra, nó rất quá là em lặng đi. Nhưng mà bây giờ thì mình bắt đầu mình có những cái chuyện nó sẽ xảy ra, nhưng mình thôi, mình nói người trước đó mình có hy vọng hơi nhiều. Nhưng bây giờ mình thử coi chuyện gì nó xảy ra. Có một thời gian đó người ta nhìn lại đất Mỹ, người ta nói dân Mỹ đúng là dân thụ động. Nghĩa là hèn, cũng là thấy mình thua, thấy là mình bị gian lận, thấy người Joe Biden ăn cướp phiếu mà không dám nói. Thì cái hành động không dám nói của họ thì bắt buộc họ phải nghe theo một cái người lãnh đạo. Và cái hành động gọi là không bạo động, mà để từ từ để họ đi đến một cái sự thật, để người ta thấy rõ được một cái sự thật hơn. Thì có lẽ nếu mà thành công đầu đầu năm 2022 đó thì có thể đây là một cái nút cờ rất lớn mà rất là khôn khéo của bên đảng Cộng hòa. Cái chữ nhẫn, cái sự nhẫn. Hy vọng đó là nó sẽ xảy ra. Còn chứ không thôi, nếu mà khách quan mình nhìn vô mình nói dân Mỹ hèn, dân Mỹ không hiểu gì vấn đề chính trị. Vâng, tôi cũng đồng ý với anh là nhiều khi đó mình ước mơ. Tại vì bản tính dân mình thì rất là show. Bản tính của dân mình là cái gì cũng làm ra, làm liền. Ngay như chuyện những người mà mang cờ vàng xuống các cuộc biểu tình, thực ra họ là những người cực kỳ can đảm. Những người mang cờ vàng xuống trong những cuộc biểu tình cực kỳ là can đảm. Những người mà ngày hôm nay đang tìm cách gọi là nói long, nói mạ, nói chạch, nói kia đó là tôi hình dung là những người nó không có đủ tuổi, không có đủ tuổi để so với cái gọi là cái sự gan góc. Những người cầm cờ xuống đi cả hàng 5-6 ngàn cây số, 7-8 ngàn cây số để cầm lá cờ, trương lá cờ Việt Nam, cái lá gan của những người đó nó gấp 1000 lần những người cỡ như là gọi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gấp 1000 lần hơn. Nãy có một comment của chị nào, chị nói mình giống Tình Báo Hoa Nam. Tôi thôi nói tôi giống Tây Tạng nhiều hơn là giống Tàu nha. Nhìn kỹ lại chút xíu nha. Vâng. Không, mình có nhiều câu hỏi anh nhưng mà chắc chưa có hết. Sao bây giờ mình tự do đi lại rồi đó. Có thể là tới tháng 9 này mình có thể bị cách ly lại một lần nữa. Thì cái đó là cái thảm họa lớn mà các anh chị em cũng thấy về cái âm mưu của cái con dịch mà corona mà nó được tụ tàu nó đưa ra. Hiện thời bây giờ nó đang đánh Ấn Độ tan nát. Một ngày trung bình ở Ấn Độ là có 300.000 những cái ca mới. 300.000. Và thường cái số người chết là nó đi từ 3.000, 4.000, 5.000 cái đó. Mà bây giờ trung bình là khoảng 3.000 người chết mỗi ngày. Thì ngày trong có thể là đầu tháng này đó là đầu tháng 6 đó là mình sẽ được tự do đi lại. Nhưng mà họ đã cảnh cáo là có thể tháng 9 chúng ta sẽ bị làm bệnh cách ly. Và nếu mà cái trường hợp này nó tiếp tục hoài mà không có một thế lực nào khác mà đánh đổ được cái thế lực mà họ có những cái âm mưu mà đưa người ta vào trong cái thế kẹt đó, thì mình nghĩ là suốt đời mình sẽ bị ảnh hưởng vào cái con dịch này, mình sẽ không còn sống được một cách tự do nữa. Chính xác. Vì thế mà ngay như là cái chuyện dịch, những người chết dịch ở Ấn Độ, chúng ta cũng đang nhìn thấy là nó có nhiều cái tin ảo. Tức là người ta dàn dựng ra khá nhiều
những cái gọi là những cái sự chết chóc đó. Cho nên chúng ta đang chưa bao giờ mà chúng ta cần bình tĩnh như lúc này để chúng ta nhận tin tức và chúng ta thăm dò được mọi cách hết. Và tôi vẫn nghĩ rằng cái giai đoạn khoảng 5-6 tháng nữa, tức là hết năm nay, nó là một cái giai đoạn chuyển đổi, giai đoạn để đi qua một cái sự chuyển đổi khác. Cái sự chuyển đổi đó, người ta muốn hay không muốn, nó cũng sẽ bị dẫn dắt đến sự chuyển đổi lớn lao. Cho nên bây giờ thì tôi gần như là tôi không còn nghĩ đến cái chuyện là cuộc bầu cử của Mỹ đó là chỉ còn là do những người Mỹ sẽ giải quyết, sẽ làm ra vấn đề, mà nó có những sự tác động khác. Những sự tác động đó nó phi vật chất, nó liên quan đến cả tâm linh. Và nó không phải chỉ có liên quan đến nước Mỹ không, nó liên quan đến Biển Đông của chúng ta, nó liên quan đến Việt Nam của chúng ta, liên quan đến rất nhiều. Và tôi tin là nó sẽ xảy ra đầu năm 2022, nó sẽ xảy ra cái chuyện. Cho nên đến lúc đó rồi thì cái chuyện nước Mỹ nó chỉ là chuyện nhỏ, không còn là chuyện lớn nữa. Đây là mình rất hy vọng về những cái gì nó xảy ra bên Mỹ, tại đó là một cái tiền đồn của một cái nền cộng hòa cho thế giới của chúng ta. Tôi nghĩ là bắt buộc nó phải đi theo cái quỹ đạo, nó phải đi theo cái quỹ đạo cộng hòa, quỹ đạo thiện. Bởi vì cho tới giờ này ai cũng nhìn thấy cái ác và cái thiện nó đã lộ ra quá rõ ràng, quá hết sức là rõ ràng. Chỉ có những kẻ đuôi mù hoặc là tự nguyện đuôi mù, thông minh một cách đuôi mù thì mới không nhận ra. Người đó là có rất nhiều, nhất là những người Việt Nam ở gần chúng ta đây. Ông đó cũng không ở đây xa, ở đây dài chục cái số rồi. Thưa các anh chị em, tôi nghĩ rằng buổi nói chuyện này đó, chúng tôi sẽ dừng lại đây. Chúng tôi hy vọng rằng tuần tới chúng ta có một cái cùng trao đổi khác. Và nếu các anh chị em nào thấy rằng chúng tôi cần phải xoáy vào một cái đề tài nào đó thì chúng ta chúng tôi sẽ lắng nghe. Mình cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm của mình để thôi. Cái thật ra kiến thức của mình cũng không có. Đừng có bao giờ nghĩ là chúng tôi là những người có kiến thức nhiều ha. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ những kinh nghiệm sống để mà chúng ta có thể nhận thấy những cái gì khác biệt chút xíu vậy thôi. Vâng, có hai câu hỏi mà tôi nghĩ là tôi cần phải góp thêm ý vào đây. Thứ nhất đó là nó liên quan đến một cái câu hỏi của chị Hà Xuân Khuê hỏi về anh Trần Văn Long. Thì thưa chị Hà Xuân Khuê, anh Trần Văn Long đã bình thường trở lại rồi, đã khỏe trở lại rồi. Câu hỏi thứ hai liên quan đến Quân Dương Quân. Các anh nhận định thế nào về một video tại một bệnh viện ở Ấn Độ là vắng tanh, không có bệnh nhân? Thưa anh, tôi cũng đã trình bày ban nãy rồi, đó là nó có nhiều ẩn số ở trong này. Và chính bên phía chính quyền của Ấn Độ cũng đã có lên tiếng một số những cái sự xác định rằng thông tin về cái chuyện dịch bệnh ở Ấn Độ nó bị thổi phồng lên. Thưa anh Quân Dương, không những chia bên Ấn Độ đó, mà cách đây một tháng mấy đó là chúng ta có nghe thấy trên chủ đề ở bên Ba Tây đó, ở bên Brazil đó, thì họ cũng có một lần đưa một cái video lên là trong một cái bệnh viện mà trong những cái khu mà khẩn cấp đó hoàn toàn trống, không có ai hết. Nên chúng ta nên thấy là chúng ta đừng có nên dễ bị lọt vào trong những cái bẫy của nó, là nó làm thật ra cái con dịch corona nó làm cho chúng ta sợ nhiều hơn là chúng ta chính xác. Mình sợ, mà khi mà chúng ta sợ đó, tinh thần chúng ta yếu, mà chúng ta bị bệnh cái là rồi tiêu chết rồi thôi. Chúng tôi là những người nói, không phải là chỉ đứng ở xa nói, mà là chúng tôi là những người là nạn nhân, tức là gia đình của chúng tôi đã bị tấn công. Anh Phải cũng vậy, anh Phải sống chung quanh những người đã bị corona, bản thân tôi cũng thế. Và thực sự nó không quá là nguy hiểm, cho nên nó cái người ta hoang mang, người ta gọi là chết là do người ta không biết, hoặc là những sự mà thổi lên quá đáng. Tất cả những cái chết ở Mỹ cũng như là những cái chết ở tàu, hoặc là những cái chết ở Brazil, những cái chết ở Ấn Độ,
rõ ràng cho tới giờ này chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhìn thì nó không phải là như vậy. Và phải chăng là người ta làm ra như thế để người ta bán vaccine? Và cái bán vaccine, cái vaccine đó nó có cái gì tiếp theo trong con người của chúng ta? Tại vì một cái cách mà theo sự suy nghĩ riêng của mình, một cái cách mà cai trị dân đó, mà qua vấn đề thông tin và vấn đề chính trị nó hơi khó. Tại người dân ở ngoài lớp này đó, họ có một cái trình độ khá đặc biệt về vấn đề chính trị, nên họ không có để cho mình bị mà thống trị một cách dễ dàng. Thì một cái mà theo mình nghĩ, một cách mà thống trị một cách dễ dàng là vấn đề sức khỏe. Khi mình bị bệnh, mình thấy mình sắp chết, lúc đó họ làm cái gì đó mình cũng phải nghe theo. Từ lúc đó là mình sẽ không có một sự lựa chọn nào khác. Vâng, thì nói đến điều này thì lại liên quan đến ở Việt Nam là đang ồn lên ở những khu này, những khu kia. Và đặc biệt có điều nó rất là lạ là ở Việt Nam là công nhân viên là bắt buộc phải chích, phải tiêm vaccine. Nhưng mà tiêm vaccine ấy, là tiêm đợt 1 thì là vaccine của Đức. Mà tiêm đợt 2 thì là tất cả đều là vaccine tàu. Nói cái vấn đề này đó, có một lần mình có nói tới một cái ông bác sĩ, một người bác sĩ ở bên khoa học gia, chứ không khoa học gia về y tế bên Đan Mạch đó. Họ nói đó là tất cả những cái thuốc mà chúng ta uống đó, từ bệnh này đến kia mà chúng ta pha lẫn với nhau đó, thuốc của thuốc này, thuốc kia đó, chúng ta không bao giờ biết được cái tác hại của nó. Chưa có một người nào trên thế giới, chó nó chắc nó tưởng mình là hết livestream rồi, nó mừng quá chừng. Nãy giờ nó cứ cạp cạp tôi vào đây. Đó thì ông có nói là khi mà mình pha lẫn những cái thuốc mình uống với nhau, thí dụ một người bị bệnh máu rồi có này có kia, mình uống nhiều thuốc với nhau nó có một tác động rất hại, mà chưa có một người bác sĩ nào trên thế giới xác định được cái tác hại là như thế nào cho sức khỏe của người ta. Và khi mà chúng ta chích thuốc cũng như nó chích thuốc trị cái bệnh Covid của Đức mà sau này chích của Tàu, thật ra mình không phải là cái người giỏi về vấn đề y tế, nhưng mà mình thấy nó có một tác hại rất nguy hiểm. Ở bên Âu Châu mình thấy là khi người ta chích thuốc liều thứ nhất 3 tuần và 4 tuần sau, và tích liều thứ hai mà cũng phải cùng một thuốc thuốc, mà chích một thuốc thuốc khác vô thì nó như thế nào? Cái đó phải đặt là một câu hỏi rất lớn, là tại sao bên Việt Nam mà làm như vậy? Đó là gần như là có tôi đang có một cái nhìn rằng họ cố ý tiêm vaccine tàu vào cho người Việt Nam. Tại sao người ta bỏ tiền ra? Tức là thậm chí là bỏ tiền để ban đầu khi mà quyết định tiêm là tiêm vaccine là vaccine của Đức. Cuối cùng thì là chỉ có lần đầu thôi. Rồi đến đợt hai kia là không có cái loại thuốc đó nữa, là phải chích vaccine tàu. Hai cái nghiên cứu, hai cái cách nghiên cứu nó khác hẳn nhau chứ. Đúng nhiên. Mà vaccine là gì? Vaccine là tiêm vi trùng vào trong máu của mình. Hai cái thằng vaccine nó khác hẳn nhau, hai cái thằng vi trùng nó khác hẳn nhau. Đúng rồi. Ta cho nên cái nó cứ phản ứng sao mà bây giờ, ví dụ bây giờ mình thử đặt câu hỏi đi, là có khi nào một cái viện, một cái labo ở bên Việt Nam có khi nào họ thử đem hai cái vaccine nó hợp trộn vào nhau, hai cái con vi trùng nó trộn vào nhau, nó có phản ứng gì hay không trước khi mình bắt đầu lấy quyết định chích cho dân của mình? Cái đó là một cái trách nhiệm rất lớn mà không biết bên trụ tà quyền cộng sản nó có làm như vậy không, hay là nó nói chích rồi bây muốn chết rồi vẫn xong. Tôi là bật ngửa, bởi vì anh em của mình anh em của mình đã bị lâm vào cái tình trạng đó. Gia đình của họ đã mình không bao giờ chấp nhận. Để ra ở bên đây đó là mình đã không muốn chích thuốc, là mình đã cứ chích rồi. Nhưng mà biểu mình chích thuốc này rồi tay này rồi chích thuốc kia tay kia đó thôi, xin lỗi không bao giờ. Cho nên tay đem ra mình bắt bỏ tù mình cũng chịu thôi. Tai họa, cái đó là tai họa rất lớn nhỉ. Tai họa, cái điều buồn là người dân của mình là bị kẹt cứng vào trong cái thế cộng kìm. Một bọn điều hành nó nửa khỉ nửa đuối ươi cho nên kẹt cứng. Nhưng nếu mình nói như vậy đó thì nếu mà dân Việt Nam của chúng ta sợ không dám nói về vấn đề chính trị, đứng lên sợ nó đánh, nó đập hoặc là nó bắt bỏ tù, thì đây là một câu hỏi đứng lên để nói về cái vấn đề sức khỏe của mình. Thì tụi cộng sản nó không có lý do gì nó bắt anh bỏ tù, tại vì anh nói về vấn đề sức khỏe, lấy lý do đi. Nếu mà thật ra mình nói về vấn đề sức khỏe mà nó là bắt mình bỏ tù thì nói là đất nước Việt Nam mình có nói là phải một là chết hay là sống, thì cái sống của mình là cái gì, phải tự chọn cái con đường sống của mình.
Vâng, mình dừng lại được chưa? Dạ. Không thôi, nói quá. Vậy thì xin mời anh. Dạ, thôi thì... Lời cuối chào, ông đã bằng hay quá. Ông đã nói chuyện hay mà ông đã bằng rất hay. Dạ, xin... Dạ, cũng lâu rồi thì mới trở lại tâm sự với anh Thành trên cái livestream cũng gần 2 tháng. Nên anh em chúng tôi có nhiều vấn đề lang bang để mà nói chuyện và suy nghĩ với nhau, đi từ đề tài này đến đề tài kia. Có những câu hỏi tôi hỏi anh Thành mà anh cũng chưa trả lời, hay ông không muốn trả lời, hay là ông quên. Nhưng mà lần sau tôi sẽ lặp lại, tại vì khi mà chúng tôi trở lại những cái livestream bình thường đó thì chúng tôi sẽ có một cái đề tài chính xác hơn. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả sự theo dõi của anh chị em tại hải ngoại và trong nước. Và một lần nữa chúng tôi lại nói là những đây là những sự chia sẻ về những sự kinh nghiệm sống của anh Thành, nhất là của anh Thành, và sau đó là những cái sự kinh nghiệm của tôi về trong vấn đề sinh hoạt trong tôn giáo và nhân hội đoàn. Và đó, tôi nghĩ đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta phải cần phải biết và phải biết nhận định cái chỗ cái gì là cái tốt và cái xấu cho cái chính nghĩa của mình thật. Vâng, thưa, cảm ơn anh Phải. Có một cái câu mà tôi nghĩ là cũng phải nói một hai phút cho nó xong cái phần cuối này. Anh Quan Dương có mang lên đây là có thông tin COVID-19 không phải là do virus mà là do vi khuẩn nhiễm phóng xạ. Như vậy việc xét nghiệm kết quả nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào? Thưa anh Quan Dương, tôi nghĩ rằng đây là một cái nguồn tin được cho là từ Nga, được cho là từ Bộ Y tế của Nga. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng nó có một điều gì đó nó không có hợp lý lắm, bởi vì ngay cái hai cái chữ thôi, virus tức là vi khuẩn đó, vi trùng và vi khuẩn thì nó cái bài viết đó, nó mâu thuẫn đó. Bởi vì vi khuẩn đó, nó to. Cái vi trùng thì phải bằng kính hiển vi thứ thiệt mới nhìn ra được, còn vi khuẩn có nhiều khi đó là bằng mắt thường chúng ta cũng có thể nhận ra được, tức là nó rất là khác nhau. Cho nên với một cái bài viết như thế đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên thận trọng, nên đặt vấn đề về cái độ khả tín, tại vì ngay cái căn bản để mà phân biệt giữa cái kích cỡ của gọi là con vi trùng và con vi khuẩn thì nó đã có vấn đề rồi. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải thận trọng khi chúng ta tiếp cận những cái thông tin như thế này. Vâng, tôi nghĩ đây là cái sự trả lời và là phút cuối cùng của live stream của chúng tôi. Xin cảm ơn các anh, các chị đã theo dõi và xin cảm ơn anh Phạm. Dạ, cảm ơn Thành. Dạ, xin kính chào tất cả các anh chị.